chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 61 ngân quả. Chương 61 ngân quả Chôn hảo lúc sau liền đổi cái địa phương dường như không có việc gì tiếp tục chung, chờ đám kia người phát hiện gần quá nửa chén trà nhỏ công phu bọn họ liền phát hiện nguyên nguyên chôn xuống thảo dược không uổng sức lực toàn bộ đều cấp đào ra tới trong đó còn có một gốc cây té ngã giống nhau đại hà thủ ô thật là có lớn như vậy một gốc cây vương khải hàn vui mừng lộ rõ trên nét mặt đây là hắn tới mục đích nguyên nguyên quả nhiên không lừa hắn nếu không phải đi theo nguyên nguyên rẽ trái rẽ phải tới bọn họ thật đúng là không nhất định có thể đào đến thảo dược được đến chính mình muốn đồ vật hắn cũng chạy nhanh kêu người kết thúc công việc, được nhiều như vậy bảo bối, chuyến này không giả. Tiểu Nguyên Nguyên, về sau ngươi nếu là gặp được chuyện gì Nhi yêu cầu hỗ trợ, yên tâm tới tìm ta. Bởi vì cao hứng, Vương Khải Hàng cam chịu Nguyên Nguyên là cái đáng giá giao hảo bằng hữu. Đối với một cái trong thôn tiểu cô nương tới nói, có Vương Khải Hàng cái này trong thị trấn người quen, làm rất nhiều chuyện đều có thể làm ít công to. Ta đây liền không cùng Vương Công Tử khách khí, về sau có quấy rầy địa phương, còn thỉnh vương công tử mặt ghét bỏ. Bối ở sau người tay nhỏ trà sát, Nguyên Nguyên đem chính mình trên tay bùng đất cấp trà rớt, nàng phí lớn như vậy công phu trông thảo dược, đáng giá. Không ngại không ngại, khả năng cho phép chuyện này, ta khẳng định giúp. Vương Khải Hàng tâm tình sung sướng. Lại nói tiếp, Nguyên Nguyên thật là có yêu cầu phiền toái Vương Khải Hàng địa phương, mẫu thân cùng nải nải tay nghề đều hảo, thường xuyên sẽ làm vật nhỏ làm Nguyên Thiên Tùng giúp đỡ bán, điểm này Nguyên Nguyên là gặp qua nhưng là nhị ca luôn là như vậy tùy duyên bày quán, tùy cơ bán cũng không phải biện pháp, có cái cố định địa điểm, khi mới là người làm ăn lựa chọn tốt nhất. Nguyên Nguyên cảm thấy, mẫu thân làm những cái đó tiểu bố bao cùng tiểu ngoạn ý, cùng vương khải hàng cửa hàng quần áo vải vóc, kỳ thật có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng tính toán chờ nhị ca về nhà lại thương lượng, việc này muốn đích thân cùng nhị ca nói, trừ cái này ra, còn có chuyện. Vương công tử, người hôm nay đào nhiều như vậy thảo dược, nhưng có cái gì bán ra con đường sao? Nguyên Nguyên nhấp nhấp môi, thảo dược loại đồ vật này, nàng trong không gian còn có một đống lớn đâu. Bởi vì đem dược điền sốc, những cái đó thảo dược cũng chưa chỗ phóng, nàng đáp ứng rồi tổ sư gia muốn bán đi, chính là lớn như vậy liều thuốc, nàng thật đúng là không biết bán cho ai. Nếu đều là một ít tầm thường đi nhiệt cầm máu thảo dược, kia còn hảo bán ra một chút, nhưng huyền linh trong không gian nhưng không chỉ là tầm thường thảo dược, 10 năm đều ngộ không đến không ra một gốc cây hảo dược liệu, nàng trong không gian thành phiến đều là. Này nếu là lấy ra đi, ai nhìn dám thu, không nói nàng là kẻ lừa đảo liền không tồi. Như vậy chút thảo dược ta liền chính mình lưu trữ là được, không cần bán ra. Vương Khải Hàng liền không nghĩ bán ra, hắn không thiếu về điểm này bạc. Nói xong lúc sau liền nhìn đến Nguyên Nguyên có chút mất mắt biểu tình, hắn có nghi vấn, tiểu Nguyên Nguyên, ngươi là có rất nhiều thảo dược muốn bán sao. Chúng ta trong thị trấn lớn nhất hiệu thuốc chính là Lê Xuân Đường, ngươi có thể ra cho bọn hắn, nếu có rất nhiều đâu đại khái hai mẫu dược điền nguyên nguyên thử dò hỏi nàng không quá muốn đi lê xuân đường lần trước chính là lê xuân đường tiểu nhị cự nàng lúc sau còn ở trong nước ném cái mạng vương khải hàn hắn hết hà một hơi cũng không biết nguyên nguyên nói chính là thật là giả bất quá cũng cho cái trả lời ngươi muốn nói như vậy vậy ngươi chỉ có thể đi thái châu phủ lê xuân đường nguyên nguyên nhíu mày thập phần khó hiểu này hai người có cái gì khác nhau sao khác nhau lớn vương khải hàn cười nhạo ra tiếng chúng ta trong thị trấn lê xuân đường đó là phỏng xem người khác danh khí đại cho nên kêu cùng tên là hoa lê lê thái châu phủ lê xuân đường là trăm năm y dược thế gia lê gia sản nghiệp mặc kệ ngươi có bao nhiêu thảo dược chỉ cần phẩm chất tuyệt hảo người khác liền thu nhân phẩm vẫn là có bảo đảm nguyên nguyên minh bạch xem ra bớt thời giờ muốn đi thái châu phủ đi một chuyến chính là này lộ có chút xa vương khải hàn đưa nguyên nguyên trở về nhà mới mang theo người vui sướng hài lòng rời đi, Nguyên Nguyên còn không có vào nhà, bên kia liền tới rồi một chiếc xe ngựa cùng Vương Khải Hàng tương đối mà trì. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, lái xe nữ tử đối với thùng xe nội người kêu, quả tử, ngươi nói địa phương tới rồi. Nguyên Nguyên ánh mắt sáng lên, cùng trên xe ngựa nữ tử vẫy tay, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi. Này lái xe mà đến nữ tử, đúng là Nguyên Nguyên lúc trước ở khách điếm đụng tới cái kia khách không mời mà đến. Bạch quả sửng sốt, tiểu Nguyên Nguyên, này chẳng lẽ là nhà ngươi? Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình nhìn đến địa chỉ, nhưng còn không phải là nguyên gia thôn, không nghĩ tới tái kiến tiểu nguyên nguyên, là ở nhân gia cửa nhà. Đúng vậy, đây là nhà ta, mỹ nhân tỷ tỷ là tới nhà của ta sao? Nguyên nguyên thăm dò nhìn nhìn xe ngựa. Ta đến tiễn ta đệ đệ, hắn nói muốn tới nơi này tặng đồ, ta cảm thấy quá xa, liền cùng hắn cùng nhau lại đây, không nghĩ tới vừa vặn là nhà ngươi đồ vật. Bạch quả mới vừa nói xong, trong xe ngựa liền xuống dưới một người. Nguyên Nguyên rất có hứng thú nhìn, mới từ trên xe ngựa xuống dưới người, thế nhưng là cái kia mang tóc tu hành tiểu hòa thượng. Quả tử, ngươi xuống dưới thời điểm chậm một chút, mông đôn không có. Bạch quả duỗi tay đi đỡ. Tiểu hòa thượng mặt đỏ tai hồng, không cho bạch quả đi đỡ, nếu không phải ăn kia mấy bản tử, chính hắn liền cưỡi ngựa tới, như thế nào còn muốn tỷ tỷ đưa, hắn quật cường từ bên kia một hai phải chính mình nhảy đi xuống, vừa quay đầu lại liền thấy được nguyên nguyên hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cùng lần trước nhìn đến nguyên nguyên khi đó là cùng cái biểu tình bạch quả còn suy nghĩ hắn như thế nào gặp người không nói lời nào kết quả liền nhìn đến nhà mình đệ đệ thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người khác tiểu cô nương xem nàng vốn định một mông đá qua đi đột nhiên nhớ tới hắn mông bị thương thu chân triệu hắn bối hung hăng chụp một chút tiểu tử thúi ai dạy ngươi nhìn chằm chằm người khác nữ hài xem tiếp theo bạch quả xin lỗi mặt hướng nguyên nguyên tiểu nguyên nguyên ngượng ngùng a đây là ta đệ đệ ngân quả, ngày thường không như vậy thất lễ, hôm nay cũng không biết thế nào, khả năng mấy ngày hôm trước từ trên cây rơi xuống, không chỉ có quan ngã mông, kết quả đem đầu cũng cấp quan ngã. Nguyên Nguyên cười, không chút nào để ý cùng ngân quả vẫy tay, không có quan hệ mỹ nhân tỷ tỷ, ta đã thấy hắn, hải. Kim mành chùa tiểu cùng. Thượng tự còn không có xuất khẩu. Nho nhỏ tiểu. Tiểu quả. Ngân quả ba bước cũng hai bước nháy mắt đi vào Nguyên Nguyên bên cạnh, thanh âm lớn đến ác quá nguyên nguyên thanh âm. Là ta, tiểu quả. Ngân quả đưa lưng về phía bạch quả, điên cuồng đối với nguyên nguyên chớp mắt ý bảo, nhỏ giọng nói, giúp giúp ta. Nếu như bị bạch quả phát hiện hắn chạy tới đương hòa thượng, bạch quả khẳng định muốn đem hắn ra cấp lột. Cái gì kim mành chùa? Ngươi lại trộm gạt ta đi chùa miếu. Bạch quả cảm thấy việc này không lớn thích hợp, chỉ cần là ngân quả này phản ứng, liền rất không tầm thường. Không có không có ngân quả lấy lòng giải thích. Tỷ tỷ, ta cùng tiểu nguyên nguyên gặp được thời điểm, chỉ là trùng hợp ở kim mành chùa hòa thượng bên cạnh mà thôi, ta không đi chùa miếu, cùng kim mành chùa không có bất luận cái gì quan hệ, thật sự tỷ tỷ. Ai, bạch quả thật mạnh thở dài, có chút bất đắc dĩ. Chương 62 căn cốt kỳ dai. Chương 62 căn cốt kỳ dai. Mỗi lần ngân. Quả lừa nàng thời điểm, đều sẽ kêu nàng tỷ tỷ, ngày thường đều là cả tên lẫn họ kêu nàng bạch quả thôi, mặc kệ hắn, cốt xấu hắn không đi đương hòa thượng, này tóc còn ở, không trọc là được, bạch quả liền sợ hãi ngày nọ một giấc ngủ dậy, ngân quả biến thành cái đại trọc đầu. Ngân quả chột dạ nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc xem như lăn lộn qua đi. Nguyên Nguyên đem hai người mời vào sân, đơn giản giới thiệu một chút, bạch quả cùng Nguyên nãi Nguyên mẫu vui sướng nói chuyện phím, hoàn toàn không có ngăn cách. Ngân quả tắt đơn độc cùng Nguyên Nguyên tới rồi một bên, lấy ra hắn muốn đưa đồ vật. Đây là ngươi định chế đồ vật đi cái hộp nhỏ bên trong chỉnh tề nằm 10 cái bình an thấu, đều là dùng tới thứ nguyên nguyên kia khối phát chạm ngọc khắc mà thành. Là ta đính đồ vật, vị kia lão gia gia hiện tại, nguyên nguyên nói còn chưa dứt lời. Ngân quả hiểu nàng ý tứ, rủ xuống đôi mắt có chút cô đơn nói cho nguyên nguyên đáp án, đã qua đời. Nguyên nguyên minh bạch, nàng cũng không kinh ngạc ngân quả sẽ qua tới cho nàng tặng đồ, cái kia ngọc thạch phô khí nàng có thể cảm thụ đến, ngân quả cùng nàng giống nhau có được bất đồng đôi mắt, tự nhiên cũng có thể cảm thụ đến ngọc thạch phô khí. Nguyên Nguyên kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng là mỹ nhân tỷ tỷ thân đệ đệ. Tiểu quả, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn gạt tỷ tỷ ngươi? Nguyên Nguyên tiểu tâm thu bình an khấu. Ngân quả ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến Nguyên Nguyên chụp hắn hai hạ, hắn mới ý thức được Nguyên Nguyên ở kêu hắn, này thật là có điểm không thói quen, nhưng là không thói quen cũng muốn thói quen, đây là chính hắn xả dối, như thế nào cũng muốn viên đi xuống. Nàng cũng không biết ta đi kim mành chùa mang tóc tu hành, trong nhà chỉ có chúng ta hai người nàng không nghĩ làm ta xuất gia liền lần trước trượng đánh sự ta cũng gạt không nói cho nàng chỉ dám nói chính mình là từ trên cây té ngã một cái nói đến điểm này hắn có chút ủ rủ chính là chỉ có kim mành chùa mới có thể giúp hắn chỉ có kim mành chùa nhìn không tới vài thứ kia ngươi khẳng định có thể lý giải ta đi ngân quả nhìn về phía nguyên 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 cùng những người khác đều bất đồng hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Nguyên Nguyên khẳng định có thể lý giải hắn. Nguyên Nguyên như suy tư gì gật đầu, nàng phất phất tay, tiểu len ken liền xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Ngươi muốn đi kim mành chùa tu hành, có phải hay không bởi vì sợ hãi cái này? Ngân quả nhìn kia đột nhiên xuất hiện oán khí, chân mềm nhũng, lão đảo lui về phía sau vài bước, bùng một chút ngồi ở trên mặt đất, trận mắt há hốc mồm, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Ha ha, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi, này không thể được. Nguyên Nguyên cười lên tiếng có như vậy một đôi mắt, lá gan lại như vậy tiểu, xem ra phải hảo hảo luyện luyện, bằng không uổng phí như vậy một đôi hảo đôi mắt. Nàng năm tuổi thời điểm đều so với hắn lá gan đại. Quả tử, ngươi không sao chứ? Như thế nào ngồi dưới đất? Bạch quả xa xa mà nhìn đến ngân quả ngã ngồi trên mặt đất, hắn mông còn không có hảo thấu đâu, này lại té ngã một cái. Mỹ nhân tỷ tỷ không có việc gì, tiểu quả bị dọa, ta đây liền kéo hắn lên. Nguyên Nguyên rất xa đáp lại nàng bạch quả bất đắc dĩ đối với nguyên nải cùng nguyên mẫu giải thích hắn nơi nào đều hảo cũng không biết vì cái gì có đôi khi lá gan đặc biệt tiểu chê cười đã biết đệ đệ không có việc gì bạch quả lại bị nguyên nải lôi kéo tán gẫu bạch quả người xinh đẹp tính cách cũng hảo thiện nói kiến thức quản vô luận cùng ai đều có đề tài liêu nguyên nải đối nàng thích khẩn nguyên nguyên làm tiểu len ken trở về không gian lúc này mới một phen kéo ngân quả nhéo nhéo cánh tay vỗ vỗ thân thể hắn kiểm tra rồi một chút tiếp theo giống cái lão lừa dối giống nhau nói ta cảm thấy ngươi căn cốt kỳ dai, là cái huyền học kỳ tài rất có thiên phú muốn hay không khi ta đồ đệ a à, ngân quả choáng váng nguyên nguyên cười tủm tỉm nàng sớm hay muộn muốn thu đồ đệ như vậy một cái hạt giống tốt không hảo hảo dạy dỗ hắn đừng bị sợ hãi ngươi đụng tới ta chính là bởi vì hai ta có duyên ngươi hảo hảo suy xét một chút nguyên nguyên bắt đầu ra sức mời chào ở mời chào đệ tử phương diện này nàng cùng nàng tổ sư gia nhóm đều không quá hành bằng không đến nàng này một thế hệ cũng sẽ không chỉ có nàng một cái đệ tử ngân quả chưa cho nàng chính diện trả lời bất quá hắn rời đi thời điểm vẫn như cũ liên tiếp nhìn về phía nguyên nguyên cuối cùng bạch quả thật sự nhìn không được hắn như vậy trắng ra ánh mắt xách hắn lên xe ngựa ở trong xe ngựa cảnh cáo ngân quả đừng lại nhìn chằm chằm người khác tiểu cô nương xem rất giống cái đăng đồ tử nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngân quả Ta, à, Ngân Quả có khổ nói không nên lời, chính mình cúi đầu cân nhắc, Nguyên Nguyên nói hắn nếu muốn thoát khỏi hiện tại bối rối, chỉ có thể bái nàng vi sư, làm hắn suy xét hảo liền tới tìm nàng. Bên kia Nguyên Nãi đuổi theo ra tới đưa Bạch Quả, Nguyên Nãi thịnh tình mời, làm nàng thường xuyên lại đây chơi, vì làm lão nhân gia cao hứng, Bạch Quả tự nhiên không có cự tuyệt. Nguyên Nguyên nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng thoáng tính một chút, mỹ nhân tỷ tỷ cùng Ngân Quả sớm hay muộn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Ngày gần đây trong nhà không có gì người, vài vị ca ca còn chưa tới nghỉ tắm gội thời điểm, Nguyên Nguyên một người ở trong nhà rơi vào thanh nhàn, không có việc gì liền đi đảo sức chính mình cây non, trong không gian dược điền sửa sang lại không sai biệt lắm, ngày khác liền đi bán đi, trong nhà vườn rau nhỏ cũng muốn chạy nhanh an bài thượng. Nàng mỗi ngày đều sẽ cẩn thận cấp tiểu mầm tưới linh suối nước, cơ hồ một có thời gian liền ngồi ở trong nhà trong tiểu viện, quan sát tiểu mầm sinh trưởng tình huống, cho nên chỉ cần trong nhà tới khách nhân, nàng cũng biết rõ ràng mẫu thân cùng nãi nãi cũng đều ngồi ở trong viện, các nàng ở tài bố làm xiêm y, nguyên nguyên việc may vá không tốt, làm nàng phùng cái mụn vá, làm điểm vô cùng đơn giản đồ vật còn hành, làm nàng làm quần áo, kia khẳng định không thành. Bất quá nguyên nguyên tự mình thiết kế một ít bản vẽ, nguyên mẫu cho nàng cải biến một chút, liền chiếu nàng họa bản vẽ làm. Nguyên nãi cùng nguyên mẫu vừa nói vừa cười, nguyên mẫu ngẩng đầu là có thể nhìn đến tới trong nhà khách nhân, đậu đỏ, người hôm nay sao lại đây, mau trước ngồi một lát không cần xuống ruộng hỗ trợ sao nguyên nguyên nghe được mẫu thân nhiệt tình tiếp đón thanh quay đầu lại đi xem đậu đỏ có chút ngượng ngùng đi đến trong viện cùng nguyên mẫu cùng nguyên nãi chào hỏi nãi nãi thím đều ở đâu ít nhiều nguyên đại ca hỗ trợ nhà của chúng ta đất đã đều thu thập không sai biệt lắm cha ta cũng liền không cho ta xuống ruộng đậu đỏ thẹn thùng đến gần thấy được nguyên mẫu cùng nguyên nãi trong tay bố trong lòng nhảy dựng đây chính là hảo vải dệt nhiều như vậy tân mua bố xem ra người khác nói không tồi nhà bọn họ thật sự đã phát tài. Cũng là, người một cái cô nương gia, không cần cả ngày ra bên ngoài chạy, tỉnh lại bị chốc gia cấp nhớ thương thượng. Nguyên nãy nhìn đến đậu đỏ, liền nghĩ đồng ruộng chuyện đó, đáng thương nhà bọn họ đồng ruộng, may mắn không gì tổn thất. Đậu đỏ mặt mang xấu hổ, toàn thôn đều biết nàng bị chốc gia cấp nhớ thương thượng, này cũng không phải là chuyện tốt, người khác chỉ biết lấy nàng đương cái trò cười, nàng không nghĩ lưu chuyện này, vì thế liền đem ánh mắt chuyển dời đến các nàng trong tay bố mặt trên thím, các ngươi này bố cũng thật hảo, là cho năm của tiểu nguyệt làm sim y sao. Nguyên mẫu gật đầu, không ngừng cho bọn hắn làm, trong nhà tân được mấy con bố, liền nghĩ cấp mấy cái hài tử đều làm thân tân y phục, xuyên đi ra ngoài đẹp. Chương 63 hoa cái trâm cài đầu. Chương 63 hoa cái trâm cài đầu. Vẫn là ngươi đau. Bọn họ, muốn ta nói, quần áo có thể xuyên là được, nào dùng như vậy phiền toái, ngươi cùng tiểu lục liền sẽ cho chính mình tìm kia chuyện phiền toái làm. Nguyên đúng vú cao su nói là bất mãn, nhưng là trên mặt lại là cười. Nguyên mẫu phùng sim y mỗi loại đều bất đồng, nguyên nguyên bản vẽ cũng là căn cứ nhà mình ca ca yêu thích tới họa, này kiểu dáng phóng tới Thái Châu Phủ đều thực mới mẻ độc đáo. Làm như vậy một kiện quần áo, phải tốn hai kiện quần áo thời gian. Nguyên mẫu không cho là đúng, trước kia không điều kiện liền tính, hiện tại trong nhà có điều kiện, đương nhiên muốn đem tốt nhất đều cấp này mấy cái hài tử, mẹ, bọn họ ra cửa bận rộn, khẳng định phải có mấy thân thể mặc quần áo, này cũng không phiền toái. Nguyên nải tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng không tán đồng nguyên mẫu làm như vậy, trong lòng vẫn là không hề câu oán hận giúp đỡ nguyên mẫu cùng nhau làm. Đại khuê nữ gả cho người, lão nhị không có, lão tam lại đi đến kia trong thị trấn cho nhân gia làm người ở rễ, già trẻ cả ngày không về nhà, nhiều năm như vậy, trong nhà đều là nguyên mẫu bận rộn trong ngoài, nguyên nãi đã sớm đem nàng đương chính mình thân khuê nữ đối đãi, chỉ nghĩ làm nàng nghỉ ngơi một chút, đừng như vậy làm lụng vất vả đậu đỏ bốn phía nhìn quanh một chút xác nhận không thấy được nguyên cùng năm cùng nguyên cùng nguyệt thân ảnh lúc này mới tìm tòi nghiên cứu mở miệng thím ta nghe nói năm cũ cùng tiểu nguyệt đi thư viện việc này là thật vậy chăng đi thư viện chuyện này ở trong thôn đã sớm truyền khai trong thôn hài tử đi thư viện là đại sự truyền mau mã gia đưa bọn họ đi thị trấn hiện giờ này hai tiểu nhân người không trở về nhưng còn không phải là lưu tại thư viện này lui tới người nhiều một truyền mười Mười truyền trăm, bất quá truyền đến truyền đi không cái tin chính xác, đậu đỏ hôm nay tới chủ yếu mục đích, chính là tưởng xác nhận chuyện này chân thật tính. Nguyên mẫu không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ là vì nguyên cùng năm nguyên cùng nguyệt cao hứng, còn thục lạc cùng đậu đỏ lưu lên. Đúng vậy. Ta này trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc là buông xuống, này hai cái tiểu tử thúi chịu đi thư viện là chuyện tốt, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo học, không cầu khảo công danh, chỉ cầu đừng bạch đi thư viện một chuyến. Đậu đỏ nghi vấn lập tức đuổi kịp, kia đi thư viện phí dụng nhưng không tiện nghi, ta nghe nói một người đều phải tiêu tốn vài hai đâu. Nguyên nguyên gia ở nguyên gia thôn tương đối nổi danh, nguyên mẫu phương ngôn ngọc biết chữ, đọc quá thư, cho nên nàng nói qua, chính là đập nồi bán sắt, trong nhà đốn đốn đều ăn màn thầu uống canh xuân, kia cũng muốn đưa trong nhà hài tử đi đọc sách. Vô luận học thành cái dạng gì, không biết chữ là nguyên mẫu tuyệt đối không cho phép, lúc ấy người trong thôn đều cười nàng ngốc, hoa như vậy nhiều bạc làm hài tử đi đọc sách, cũng không phải mỗi người đều giống nhà bọn họ lão tam giống nhau sẽ đọc sách, kia chẳng phải là lãng phí. Nguyên mẫu thở dài, một bộ khó xử bộ dáng, ai nói không phải đâu. Nhưng chính là phí dụng lại quý, này nên thượng thư viện vẫn là muốn đi nha, không học tri thức như thế nào có thể hành. Đậu đỏ như suy tư gì gật đầu, trong lòng tự hồ suy nghĩ cái gì, trong miệng ứng hòa, thật là, đi qua thư viện người chính là cùng người bình thường không giống nhau, năm cũ cùng tiểu nguyệt khẳng định sẽ hảo hảo học. Nguyên Nguyên mị một chút đôi mắt, như thế nào Nguyên Đậu Đỏ biểu tình có chút không lớn đúng vậy. Hay là cái có tâm tư, lo lắng mẫu thân sẽ có chuyện gì, Nguyên Nguyên thấu qua đi gia nhập đề tài. Đậu Đỏ tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi, là tới tìm ta sao? Nguyên Lai like Tiểu Lục tại đây nộp, ta nói vừa rồi như thế nào không nhìn thấy, tỷ tỷ hôm nay chính là tới tìm ngươi chơi. Đậu Đỏ lập tức tiếp nhận lời nói, nhiệt tình đi kéo Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên cong con mắt, nếu thật là tới tìm nàng liền sẽ không một mở miệng hỏi đông hỏi tây mà là trực tiếp hỏi nàng có ở nhà không nguyên mẫu xem nàng hai thoạt nhìn liêu không tồi liền làm nàng hai chính mình tự tự nàng còn muốn bắt khẩn thời gian dùng tân vải vóc làm vài món quần áo mới thừa dịp lần sau mấy cái hài tử về nhà cho bọn hắn mang qua đi chỉ cùng nguyên nguyên ở chung đầu đỏ rõ ràng thả lỏng rất nhiều có chút lời nói không thể cùng đại nhân nói miễn cho người khác đa nghi nhưng là cùng nguyên nguyên loại này tiểu hài tử vậy không cần lo lắng nói sai lời nói đậu đỏ từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái hoa cái trâm cài đầu nhét vào nguyên nguyên trong tay đó là một đóa đỏ thẩm tươi đẹp cái trâm cài đầu trung gian điểm suýt một viên giả trân châu hoặc nhìn giá rẻ lại diễm tục thế nào xinh đẹp sao đây là tỷ tỷ riêng mang đến tặng cho ngươi nguyên nguyên nội tâm là cự tuyệt nàng nhưng không tiếp thu được như vậy hoa lệ vật trang sức trên tóc cứ việc nàng ngày thường không mang theo trang sức nhưng phía trước đi trong thị trấn đi dạo phố thời điểm cũng thấy được rất nhiều loại này hình thức cái trâm cài đầu, đều là rất nhiều năm trước hình thức, bãi ở trong góc căn bản không ai mua. Nàng hai tay giao nhau ở bên nhau cự tuyệt. Vô công bất thụ lộc, cảm ơn đậu đỏ tỷ tỷ hảo ý, ta không thể thu tỷ tỷ cái trâm cài đầu. Ai nha, này có gì đó, ta phía trước không phải cùng ngươi giảng quá sao. Tỷ tỷ có một cái bạn thân, nàng có rất nhiều trang sức, này chỉ là nàng tặng cho ta trong đó một cái mà thôi, ngươi liền thu đi. Đậu đỏ không dung nguyên nguyên cự tuyệt, trực tiếp đem cái trâm cài đầu cắm tới rồi nàng trên tóc. Xem, nhiều xinh đẹp. Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy chính mình cổ nháy mắt có ngàn cân trọng, thế nào đều không thoải mái, nàng miễn cưỡng cười, nói một câu, cảm ơn. Lại có cái thứ ba tự, nàng đều nói không nên lời. Nguyên đậu đỏ cái kia bạn thân. Thật không phải chọn chính mình quá hạn trang sức mới giao cho nàng sao. Vẫn là nói, là nàng cố ý chọn cái khó coi cấp Nguyên Nguyên. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắm, nhìn đến nguyên nguyên thu nàng đồ vật đậu đỏ yên tâm lời nói khách sáo tiểu lục người tứ ca ngũ ca như thế nào đột nhiên liền đi thư viện tìm lưu thư viện học phí giống như không tiện nghi thật là quý bất quá trong nhà có tiền nhàn rỗi tự nhiên muốn ưu tiên đưa các ca ca đi thư viện nguyên nguyên cười đến phúc hậu và vô hại theo nàng ý tứ nói tiếp đậu đỏ tâm tư lung lay này lại có tiền nhàn rỗi cũng không có khả năng trực tiếp liền đưa hai đứa nhỏ đi thư viện chỉ có thể nói là đi rồi đại vận đưa năm cũ tiểu nguyệt đi thư viện đích xác quan trọng bất quá nhà ngươi đại ca cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác tiểu lục thím cùng nãi nãi có nghĩ tới cấp nguyên đại ca đón dâu sao đầu đỏ thử nói chuyện thời điểm lỗ tai còn phím hồng thế nhưng là lại đánh đại ca chủ ý nguyên nguyên ở trong lòng cân nhắc nàng cùng đại ca nhận thức lâu xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên ban đầu cũng không gặp nàng đối đại ca có ý tứ không phải là bởi vì lần trước đại ca giúp nàng nàng mới quan tâm thượng đi nãy nãy mẫu thân thường xuyên đề chuyện này, nhị ca cũng suy xét quá, cho nên hắn còn để lại một tuyệt bút tiền cấp đại ca, nói là phải cho hắn thành thân dùng, nhưng là đại ca cảm thấy còn sớm, không nghĩ thành thân. Nguyên Nguyên làm tự hỏi trạng, nếu đại ca thật muốn thành thân, kia cũng muốn chính hắn thích. Khác không dám nói, chỉ cần là nguyên vạn nhất đối đậu đỏ, khẳng định không khác cảm tình. Nghe thế câu nói, đầu đỏ rõ ràng thay đổi biểu tình, nàng kinh ngạc há to miệng, bức thiết hỏi, một tuyệt bút tiền, đó là nhiều ít. Nguyên Nguyên nhìn thẳng đậu đỏ đôi mắt, tự hồ muốn xem thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng khóe miệng mang theo cười nhạt, so với đại ca có nguyện ý hay không thành thân, nàng thế nhưng càng quan tâm bạc. Chương 64 thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chương 64 thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đậu đỏ bị nhìn chầm chầm mặt danh có chút. Chột dạ, nàng ánh mắt có chút né tránh, từ bên cạnh vớt một cái ly nước, vội vàng uống miếng nước tới che giấu chính mình xấu hổ người tướng mạo là sẽ căn cứ chính mình trải qua vẫn luôn không ngừng biến hóa tuy rằng biến hóa rất nhỏ nhưng là lừa không được nguyên nguyên đôi mắt lần trước nguyên nguyên thấy nàng còn cảm thấy nàng phẩm cách hảo làm người giản dị lần này thấy nàng liền có vẻ có chút lợi thế cũng không biết là cái gì ảnh hưởng nàng vô luận nàng là bị gì đó ảnh hưởng đây đều là nàng chính mình lựa chọn nguyên nguyên giống như là không thấy ra tới nàng ý xấu giống nhau buông tay nói ta cũng không phải rất rõ ràng đậu đỏ tỷ tỷ có thể chính mình đi hỏi đại ca, hỏi nhị ca cũng đúng, nãy nãy mẫu thân cũng đều biết. Vậy không cần, ta liền thuận miệng vừa nói. Đậu đỏ nhẹ nhàng thở ra, nàng sao có thể thật sự đi hỏi nguyên vạn nhất, này không nói rõ đồ nhân gia bạc. Nhìn đến nguyên nguyên hồn nhiên đôi mắt, đậu đỏ bị chính mình khí cười, cũng là nàng nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nguyên nguyên thật nhìn ra cái gì, chính mình tại đây hạt khẩn trương, cái kia tiểu nha đầu có thể biết được gì. Nàng vốn dĩ liền chướng mắt trong thôn người, lúc này mới vẫn luôn không có làm mai, thành thành thật thật làm tốt chính mình bổn phận, tranh thủ có thể sớm ngày hưởng phúc, nghe nàng cái kia bạn thân nói trong thị trấn hảo lúc sau, nàng càng thêm hướng tới cả đi trong thị trấn. Bất quá kiến thành thúc không đồng ý, trong thị trấn người không bằng trong thôn hiểu tận gốc rễ, sợ nàng gã qua đi ủy khuất, vẫn là trong thôn người càng thành thật, kiến thành thúc vẫn luôn đều thực thưởng thức nguyên vạn nhất, cũng có tâm tác hợp. Nguyên vạn nhất lần trước giúp nàng vội, nàng vốn dĩ cũng là có chút tâm động, hiện tại trùng hợp nghe được nguyên nguyên gia đi đại vận việc này, cho nên nàng mới vội vàng lại đây thăm thăm tình huống. Này gợi lên nàng vẫn luôn ngo ngoe ngue, rụt rịch tâm. Nguyên nguyên cười tủng tiễn chống cầm, từ trên bàn bắt một phen đậu phộng lại đây đưa tới đậu đỏ trước mặt, nàng bộ chính mình nói, hiện tại nên chính mình phản lại đây hỏi nàng. Đậu đỏ tỷ tỷ, tỷ tỷ cái kia bạn thân là ở trấn trên nhà ai hỗ trợ a? À, cái này cái trâm cài đầu hình như là bạc làm, mặt trên còn có trân châu, có thể mua nổi cái này cái trâm cài đầu, khi nàng đãi ngộ khẳng định thực hảo đi nguyên nguyên bắt lấy chính mình trên đầu cái trâm cài đầu trong ánh mắt lộ ra hướng tới đậu đỏ cười nàng ngốc tiểu lục cái này cái trâm cài đầu cũng không phải là thuần bạc mặt trên trân châu cũng không phải thật sự hoa không bao nhiêu tiền nàng ở kia gia đãi ngộ không tính là thật tốt chỉ có thể nói sao mặt khác việc tốt hơn một chút nguyên nguyên nghe hiểu dường như gật gật đầu ta nghe nói đi gia đình giàu có đương nha hoàng tiền công rất cao nếu có thể ta cũng muốn đi thử xem như vậy là có thể giúp trong nhà đa phần gánh một chút. Đậu đỏ có chút kinh thường, gia đình giàu có việc lạ nhưng nhiều, có thể không đi cũng đừng đi, ta nghe ta kia tỉ muội liền nói không ít, gặp được chuyện gì, đều là nha hoàng bối nồi, nàng ba ngày hai đầu liền cùng ta khóc lóc kể lễ. Tuy rằng quái là quái, nhưng là tiền tiêu vặt đích xác không ít. Nguyên Nguyên chăm chú lắng nghe, thậm chí đã lột hảo đậu phộng, đem đậu phộng nhân tất cả đều giao, lão hồ đồ, trên đường thế nào, hai người các ngươi không điên đi. Nguyên nãy che giấu không được cao hứng, mỗi lần có hài tử về nhà, nàng đều là cao hứng. Tam thúc là ở rễ, tuy rằng cũng là ở tại trong thị trấn, bất quá gia lại rất hẻo lánh, nói là ở núi sâu rừng già đều không quá, mỗi cách 3 tháng sơ 10 mới có thể mang theo tam thẩm tử về nhà một chuyến. Ở rễ việc này phát sinh về sau, tam thúc không thiếu bị trong thôn người lên án, nói hắn ăn cơm mềm mất mặt, nhưng tam thẩm tử gia làm chính là đồ sứ, lão thủ nghệ, thái châu phủ quanh thân nhiều như vậy thị trấn, nàng đào gia là độc nhất gia gia đại nghiệp đại có lẽ không giống khác thương hộ như vậy giàu có nhưng là có mênh mông cùng cuộn thanh danh tại đây cho nên sinh hoạt cũng phi thường không tồi trong thôn những cái đó lên án người kỳ thật càng nhiều là ghen ghét tam thúc tam thẩm tử là đào gia đại phòng con gái duy nhất đào minh châu bởi vì là con gái duy nhất cho nên trong nhà sinh ý không thể ném chỉ có thể kén rễ tuy nói là kén rễ nhưng là tam thúc cùng tam thẩm tử cũng là lưỡng tình tương duyệt xác thật có chút lầy lội không dễ đi bất quá xe ngựa có thể quá là được ảnh hưởng không lớn tam thẩm tử đào minh châu vẫy vẫy khăn nhẹ nhàng quét quét trên ghế hôi mới ngồi trên đi làm đồ sứ là cái dơ sống tam thẩm tử cảm thấy làm sống thời điểm những cái đó bùng đã đủ ô uế cho nên ngày thường ra cửa liền đặc biệt ái sạch sẽ lúc này mới có vào cửa kia vừa ra nguyên nguyên cảm thấy này nhiều ít xem như cái cổ quái người nhà đối này thấy nhiều không trách tam thẩm tử trừ bỏ hạt chú trọng điểm này ở ngoài bộ dạng, gia thế, nhân phẩm đều là đỉnh tốt, nào có người thập toàn thập mỹ, một hai phải nói tam thẩm tử có cái gì không như ý, chính là thành hôn 20 năm, vẫn luôn vô tử. Nguyên nãi biết nàng trong lòng chính mình đều cấp, cho nên trước nay không thúc giục quá, rõ ràng y sư đều nói nàng thân thể hảo hảo, bọn họ nguyên gia cũng luôn luôn nhiều tử, nhưng vẫn luôn không có hỷ sự. Nguyên Nguyên ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn trên người nàng một đoàn hắc khí, kia huy chi không tiêu tan hắc khí, thậm chí liên quan tam thúc trên người đều dính điểm đi lên, bị người chú nhiều năm như vậy, cũng trách không được không hỉ sự. Thiếm người trong nhà nhiều, không nghĩ làm nàng sinh hạ con nối giỏi người không ngừng một hai cái, nàng nếu là không có người thừa kế, như vậy đại gia sản liền sẽ rơi xuống ở trong tay người khác. Vì không cho tam thẩm tử thêm phiền toái, tam thúc thành hôn gót trong nhà lui tới đều thiếu, hắn chỉ cần hơi chút cấp trong nhà trợ cấp một chút. Tam thẩm tử bên kia người nhà liền bắt đầu nắm hắn châm chọc mỉa mai, nói hắn ăn cây táo, trào cây sung, một cái người ở rễ còn dám nắc ý. Đã biết cái này tình cảnh về sau, chính là tam thúc cấp trong nhà tặng đồ, nguyên nãy cũng kiên quyết không thu, liền đơn giản như vậy quá nhật tử, giống nhau không có lui tới. Kết quả liền dẫn tới nguyên vạn nhất nguyên thiên tùng này mấy tiểu bối sinh ra ảo giác, vẫn luôn cho rằng trong nhà cùng tam thúc quan hệ không tốt, mỗi ngày tam thúc trở về đều khẩn trương hề hề, không dám nhiều lời một câu. Mẹ, ta nghe nói khoảng thời gian trước hạ mưa to, trong nhà điền không có việc gì đi tam thúc hỏi trong nhà tình huống tuy rằng lo lắng bởi vì mưa to trong nhà điền sẽ bị hướng hủy nhưng là hắn cũng không rảnh trở về hỗ trợ thiếu một người ở như vậy đại trong nhà không dễ dàng mỗi ngày đều có vô số người chờ sửa sai hơi có vô ý liền sẽ bị người chèn ép nguyên nãy ấn chân đứng lên xua xua tay những cái đó sốt ruột sự nàng cũng không nghĩ đề miễn cho cho bọn hắn thêm phiền toái không gì đại sự không cần lo lắng trong nhà điền các ngươi cái này điểm tới còn không có ăn đi vừa lúc chuẩn bị nấu cơm các ngươi muốn ăn cái gì, ta tới cấp các ngươi làm điểm. Mẹ, không cần phiền toái, chúng ta tới thời điểm thuận tiện từ tiêu hạt lâu đến vài đạo đồ ăn, bao hảo hảo, hiện tại còn thực nóng hổi, mang sang tới là có thể ăn. Tam thẩm tử ngăn cản một chút nguyên nải, giơ tay ý bảo phía sau nha hoàng, vui sướng, đi đem cái bàn thu thập một chút, đem đồ ăn bưng lên. Này như thế nào? Tới còn tự mang đồ ăn. Nguyên nãi có chút không biết làm sao nhìn tam thúc, trong lòng có chút bồn chồn, này nên không phải là ngại trong nhà làm cơm không thể ăn đi. Tam thúc biết nguyên nãy băng khoăn, đỡ nàng hảo hảo ngồi vào một bên, mẹ, đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi Tửu lầu đến một bàn thỉnh các ngươi đi, nhưng này tới tới lui lui quá phiền toái, liền trực tiếp mang lại đây, vạn nhất như thế nào không ở, còn trên mặt đất bận việc sao? Tam thúc nhớ tới nguyên vạn nhất, còn không có trở về đâu, đợi lát nữa hắn nên chính mình đã trở lại. Nguyên mẫu nói tiếp, thuận tay cũng đem cái bàn thu thập một chút, ta tới thu thập cái bàn là được, mấy ngày hôm trước tiểu lục đến tới một chút tây vực rau dưa, vốn đang nghĩ các ngươi vừa vặn về nhà, cho các ngươi cũng nếm thử. Nguyên mẫu thu thập cái bàn, nhà hoàng vui sướng đành phải đi ra ngoài lấy trang đồ ăn hộp cơm, hộp cơm nặng triểu, còn không ngừng một đạo, nàng thật cẩn thận làm xa phu cùng nàng cùng nhau sách qua đi. Tiểu lục Tam thẩm tử hỏi lại, nàng đều quên mất còn có một cái đứng hàng thứ sáu hài tử ngay cả tam thúc cũng thật kinh ngạc, nghi vấn hôn một câu, nguyên nguyên sao? Bọn họ hồi lâu không trở về nhà một chuyến, căn bản không biết nguyên nguyên phía trước thiếu chút nữa bị chôn sự, ở bọn họ hai cái trong ấn tượng, nguyên nguyên vẫn là cái kia khi còn nhỏ quăng ngã hư đầu nha đầu. Cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, liền ở trong phòng cùng cái bảo bối dường như cất giấu, thấy nàng số lần đều thiếu. Vẫn luôn trầm mặt không nói ngoan ngoãn quan vọng nguyên nguyên đột nhiên ra tiếng, hấp dẫn mọi người ánh mắt, là ta. Tam thúc hảo, tam thẩm thẩm hảo. Nguyên nguyên. Ngươi này, tẩu tử, này sao lại thế này? Tam thúc có chút nói năng lộn xộn, hắn bị nguyên nguyên ra tiếng cấp hoảng sợ. Nàng vẫn luôn đãi ở một bên không ra tiếng, vừa rồi tới thời điểm còn không có thấy. Nguyên mẫu trên mặt lộ ra ngọt ngào cười, các ngươi còn không biết đi, tiểu lục đầu đã toàn hảo, hiện tại thông minh đâu. Như là ở xác minh nguyên mẫu nói giống nhau, nguyên nguyên ngọt tư tư đi đến tam thẩm tử bên cạnh, phi thường thục lạc ngồi xuống. Ta lần đầu tiên thấy tam thẩm thẩm, quả nhiên cùng các ca ca nói giống nhau xinh đẹp. Nhìn như vậy hoặc bác nữ hoa hoa đột nhiên ngồi ở chính mình bên cạnh, còn nói ngọt khen chính mình, tam thẩm tử đột nhiên có chút không biết làm sao, nàng vẫn luôn đều thích hài tử, nhưng chính mình vẫn luôn đều không có. Này, nàng hoảng loạn xin giúp đỡ chính mình trượng phu. Tam thúc trên mặt vui vẻ, thật đúng là tiểu lục, tẩu tử, đây là chuyện khi nào, chuyện lớn như vậy như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết hắn thế nhưng một chút tin tức cũng chưa được đến, thật đúng là cùng trong nhà tách rời. Nguyên mẫu che miệng cười nhẹ, Nguyên nãi thế nàng trả lời, trong giọng nói còn mang theo điểm oán trách, sớm. Các ngươi đều là người bận rộn, nào dám đi phiền toái các ngươi. Tam thúc có chút ngượng ngùng, chỉ có thể dùng tiếng cười tới che giấu chính mình xấu hổ. Mẹ nói đùa, nếu là biết tiểu lục hảo, chính là lại vội, ta đều sẽ trở về nhìn xem nàng. Nhìn ngươi. Nguyên nãi tự hồ là đang cười hắn bao lớn người còn ở thẹn thùng, hơi chút giải thích một chút. Kỳ thật là kia đoạn thời gian trong nhà sự quá nhiều, liền không nghĩ đi, gần nhất mới vừa rảnh rỗi, hiện tại ngươi biết đến cũng không chậm. Chương 66 không phải hùng hài tử. Chương 66 không phải hùng hài tử. Nguyên nãi hồi tưởng lên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, mấy ngày nay thật là trong lòng run sợ, nguyên nguyên thiếu chút nữa liền không có, cũng may nhờ họa được phúc, đại nạn lúc sau chính là đại phúc này tin tức tới đột nhiên cũng chưa cho tiểu lục chuẩn bị cái gì lễ vật tam thúc có chút lo âu nhìn phía tam thẩm tử nguyên nguyên đánh tiểu liền chưa thấy qua phụ thân tam thúc là tưởng nhiều yêu thương nàng một chút nhưng sau lại đào gia sự tình quá nhiều hắn cũng chưa kịp cấp nguyên nguyên quá nhiều quan tâm tam thẩm tử thấy hắn không có chú ý vỗ nhẹ hắn một chút làm hắn an tâm tiểu lục thẩm thẩm hôm nay xem như lần đầu tiên chính thức gặp ngươi cái này vòng tay cho ngươi đương lễ gặp mặt Tam thẩm tử đi thoát chính mình trên tay vòng ngọc tử, tiểu nữ hài lễ gặp mặt linh tinh còn không đơn giản, loại này trang sức cơ hồ không có mấy cái nữ hoa hoa có thể cự tuyệt. Nhưng Nguyên Nguyên không phải giống nhau nữ hoa hoa. Nàng ngồi ở tam thẩm tử bên cạnh, không phải bởi vì nhất thời hứng khởi, rất xa quan vọng chỉ có thể biết tam thẩm tử bị người hạ chú, ly gần mới có thể biết là này chú hạ bao lâu, hạ ở nơi nào, lại là bao nhiêu người hạ. Nguyên Nguyên quan sát một chút tam thẩm tử mang theo vật phẩm, lắc đầu cự tuyệt, tam thẩm thẩm, ta không thích cái này vòng tay. Ngọc có linh khí, cái này vòng tay thượng nhiều ít cũng là mang theo điểm linh khí, có thể cho tam thẩm tử trừ tà dùng, nàng khẳng định không thể muốn. Tam thẩm tử cảm thấy nguyên nguyên còn rất thành thật, có cái gì thì nói cái đó, không tất giấu, trong lòng càng thêm đối nàng thích, kia tiểu lục thích cái gì. Cùng thẩm thẩm nói, nguyên nguyên tự hồ là suy xét một chút, mới chuyên chú nhìn tam thẩm tử trên tay nhẫn, đó là một cái phi thường trơn bóng dày rộng nhẫn, không phải vàng bạc làm, cũng không phải phỉ thúy lưu ly, càng không phải vật liệu gỗ ngọc thạch, mà là gốm sứ chế phẩm. Sứ chất giới trên người, tự hồ là dùng vàng vẽ một ít hoa văn, cổ xưa thần bí. Tam thẩm tử trên người hắc khí lớn nhất nơi phát ra chính là tại đây chiếc nhẫn thượng, hơn nữa còn có chút năm đầu, không phải 3 bốn năm đơn giản như vậy. Tam thẩm thẩm nhẫn giống như thực đặc biệt. Nguyên nguyên biểu đạt chính mình tán thưởng. Tam thẩm tử cả kinh, tay không tự chủ được sau này rụt một chút, có chút khó xử cùng Nguyên Nguyên giải thích, Tiểu Lục, cái này nhẫn. Không được, đây là thẩm thẩm ở trong nhà thân phận tượng trưng, không thể đưa ra đi. Chỉ sợ là đại biểu nàng đào gia gia chủ chi vị nhẫn, cái này chú người cũng là khôn khéo, xem chuẩn này nhẫn tất nhiên là nàng tùy thân mang theo đồ vật. Tam thúc tự hồ là sợ nàng chấp nhất dây dưa, vỗ vỗ Nguyên Nguyên đầu, hiền lành hống nàng, thứ này đối thẩm thẩm rất quan trọng, Tiểu Lục có hay không mặt khác muốn, lần sau thúc cho ngươi mua mang lại đây ta không phải muốn thẩm thẩm nhẫn nguyên nguyên từ băng ghế thượng lên nàng không phải vô cớ gây rối hùng hài tử ta chỉ là cảm thấy thẩm thẩm nhẫn thực đặc biệt không phải vàng bạc cũng không phải một thạch ta chưa thấy qua loại này tam thúc cùng tam thẩm tử nhìn nhau cười đều là nhẹ nhàng thở ra bọn họ suy nghĩ nhiều nguyên nguyên là bọn họ không nghĩ tới hiểu chuyện tam thẩm thẩm kiên nhẫn cho nàng giải thích đây là gốm sứ nhẫn trên thị trường không có bán tiểu lục nếu là thích lần sau thẩm thẩm làm một cái tặng cho ngươi Trang sức cửa hàng đều là chói mắt vàng bạc, hoa mỹ lưu ly, thông thấu ngọc thạch, cơ hồ sẽ không xuất hiện tam thẩm tử trên tay mang gốm sứ nhẫn. Nguyên Nguyên tự hồ bị gợi lên hứng thú, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chầm chầm tam thẩm tử trên tay nhẫn, cái này cũng là tam thẩm thẩm chính mình làm sao? Cái này không phải, cái này là thẩm thẩm gia tổ tiên lưu truyền tới nay. Tam thẩm tử mỉm cười lắc đầu, vuốt ve một chút trên tay nhẫn, gốm sứ dễ toái, này lại là tổ tiên truyền xuống tới, nàng mỗi ngày đều rất cẩn thận che chở, sợ quăng ngã cấp nát ta đây cũng có thể chính mình làm sao có phải hay không muốn đi thẩm thẩm trong nhà mới có thể làm a à? nguyên nguyên thẹn thùng dò hỏi nửa câu đầu không phải nàng mục đích nửa câu sau mới là dẫn tới tam thẩm tử trên người hắc khí nguyên nhân tuyệt đối không phải một cái nhẫn đơn giản như vậy muốn đi trong nhà nhìn xem có thể a à, thẩm thẩm tùy thời hoang nên ngươi tới tam thẩm tử một mụn đáp ứng bên cạnh tam thúc có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh không thể tưởng tượng nhìn tam thẩm tử nương tử bởi vì trong nhà nàng người nguyên nhân tam thúc chưa từng làm người trong nhà đi qua đào gia đây là đầu một hồi tam thẩm tử chỉ là cười nhạt tỏ vẻ chính mình có nắm chắc mặt khác trong phòng người nếu bọn họ tưởng nói khiến cho bọn họ nói đi lại nói như thế nào cũng chỉ có thể ngoài miệng thể hiện trên tay bản lĩnh không tới cũng đừng tưởng từ nàng này lấy đi gia chủ vị trí mẹ tẩu tẩu chờ có rảnh thời điểm các ngươi cũng đi xem đi Tam Thẩm Tử nhiệt tình mời. Nguyên nãi xua xua tay, ta liền không đi, ta này một phen tuổi, lộ quá xa, chịu không nổi. Nguyên mẫu cũng là uyển cự, mẹ ở trong nhà, ta bồi nàng. Lời nói là nói như vậy, các nàng vẫn là không nghĩ cấp Tam Thẩm Tử nhiều thêm phiền toái, làm nguyên nguyên cái này tiểu nha đầu đi chơi chơi là được. Thấy các nàng không muốn, Tam Thẩm Tử cũng không miễn cưỡng, trong nhà những cái đó dơ bẩn sự, nàng sớm hay muộn rửa sạch sạch sẽ. Tiểu Lục, kia quá mấy ngày thẩm thẩm làm xe ngựa tới đón ngươi đi được không? Nàng còn phải về nhà an bài một chút, đến lúc đó trong nhà bầu không khí đừng dọa nguyên nguyên. Hảo A Xe chuyên dùng đón đưa đương nhiên Hảo, nàng thiếu phí không ít công phu, nghĩ lại tưởng tượng, nguyên nguyên lại nói, tam thẩm thẩm, ngũ ca cũng thích chơi bùng, ta có thể cùng hắn cùng đi sao? Đương nhiên có thể, đem ngươi mấy cái ca ca toàn mang đến đều có thể. Tam thẩm tử gương mặt tươi cười doanh doanh, bảo dưỡng cực hảo làn da thượng một chút đều không thấy năm tháng dấu vết, lúc này nàng còn không có dự đoán đến, Nguyên Nguyên muốn mang Nguyên cùng Nguyệt đi mục đích. Vui sướng đem từ tiêu hạt lâu mang đến đồ ăn giống nhau giống nhau bãi ở trên bàn, từ ngoại trở về Nguyên vạn nhất nhìn đến ngoài cửa xe ngựa liền biết tam thúc tới. Vốn dĩ ở trên đường đụng phải một con đâm hôn con thỏ, hắn vui vui vẻ vẽ sách theo con thỏ về nhà, tính toán buổi tối cấp người trong nhà nướng ăn, nhìn đến kia chiếc xe ngựa hắn lập tức câu nệ lên, đem con thỏ buộc ở một bên, vào gia môn tam thúc hảo, tam thẩm hảo. Nguyên vạn nhất có chút câu thúc chào hỏi, tam thúc cùng cha lớn lên giống, lại hơn nữa không thân, hắn là có chút sợ hãi tam thúc. Lúc này mọi người đã ngồi xuống, rượu và thức ăn cũng đã dọn xong, tất cả đều là tiêu hạt lâu thượng phẩm đồ ăn, nguyên nguyên thậm chí có chút hoài nghi, này một bàn đồ ăn cùng rượu đều phải tiêu tốn 4 năm lượng. Mấy tháng không thấy, ta như thế nào cảm giác so với lần trước, ngươi lại trường cao, tới ngồi xuống, cùng thúc uống vài chén tam thúc một phen ấn hắn. Nguyên nguyên bái trong chén chân sủi cảo, dương mắt nhìn thân thể cứng còng đại ca, đại ca vóc dáng đã là thôn bạn cùng lứa tuổi tối cao, nhưng thật ra không lại trường cao, bất quá mỗi ngày làm việc tốn sức, chắc nịch không ít. Tam thúc, ta đã hai năm không trường quá vóc dáng. Nguyên vạn nhất trực tiếp đem thiên liêu chết. Nguyên nguyên không nhịn cười, thiếu chút nữa nghẹn lại, tùy tay cầm một cái cái ly một ngụm rót hạ. Nguyên mẫu kinh hải, lập tức cho nàng đem trong tay cái ly đoạt xuống dưới, đứa nhỏ ngốc, nơi này trang chính là rượu. Chương 67 chuồng ra môn. Chương 67 chuồng ra môn. Nguyên Nguyên lần này thật là làm mọi người lại kinh lại nhạc, Nguyên mẫu chạy nhanh cho nàng đổ ly trà, Nguyên Nguyên có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói chính mình tay lầm lấy sai rồi. Tam thúc ôm quá Nguyên vạn nhất đầu vai, Nguyên vạn nhất so tam thúc chắc địch, như vậy cản lại còn có chút kỳ quái, hắn chụp hai hạ liền ngượng ngùng buông lỏng tay, xem tiểu lục đều có thể uống rượu, ngày thường thúc cùng ngươi không uống qua, hôm nay ngươi cần thiết bồi thuốc uống một chén. Ngươi kiềm chế điểm, hắn vẫn là cái hài tử. Tam thẩm tử không vui đánh tam thúc. Một chút, không nghĩ làm tam thúc làm bậy. Tam thúc lập tức nhíu mày lắc đầu, đều hai mươi suốt đầu người, nơi nào vẫn là hài tử, ngàn tùng đều cùng ta uống qua, tử lượng còn không nhỏ đâu. Nguyên vạn nhất tử lượng cùng nguyên thiên tùng không đến so, nguyên thiên tùng kia đều là luyện ra. Hắn lần đầu tiên uống rượu khi, vẫn không thành bộ dáng, nghe nói thiếu chút nữa liền cởi quần áo chạy ra đi phát sinh quá như vậy sự lúc sau hắn không bao giờ muốn cho người nhìn đến chính mình say rượu sau cứu dạng vì thế liền trộn luyện hiện giờ cũng có thể trăm ly không say ngàn ly không ngã người một nhà hòa thuận vui vẻ dùng cơm cuối cùng nguyên vạn nhất vẫn là không có thể tránh được say đảo vận mệnh bất quá hắn say đảo không giống nhị ca như vậy ý thức hỗn độn không rõ luôn là chạy lung tung hắn uống nhiều quá chỉ nghỉ ngủ tam thúc cũng là say ngã trái ngã phải xem tam thẩm tử một trận đau đầu, cuối cùng thừa dịp thiên còn sáng lên đem tam thúc cấp kéo đi rồi. Đi thời điểm nguyên nguyên bước nhanh đuổi kịp, giơ lên tay nhỏ cấp tam thẩm tử truyền lên một cái phù chú, tam thẩm thẩm, đây là ta họa bùa hộ mệnh, người bên người thu hảo. Tuy rằng cũng không thể giúp tam thẩm tử giải quyết nàng bối rối, nhưng là cũng có thể giúp nàng trừ tà tránh tai, tam thẩm tử dở khóc dở cười, chỉ đương đây là nguyên nguyên hạt họa, nhưng một mảnh chân thành chi tâm, nàng thu liền nhét vào túi tiền. Nguyên Nguyên uống lên kia một ly tiểu rượu, lúc đầu còn không có cái gì cảm giác, nhưng đầu lại càng ngày càng hôn, ngã vào trên giường lúc sau hảo hảo ngủ một giấc lúc sau, mới ở ban đêm tỉnh lại. Dũi người, nàng lệ thường kiểm tra rồi một chút không gian, tiểu len ken phi thường chăm chỉ, lúc nào cũng ở giúp Nguyên Nguyên xử lý không gian, hiện giờ nàng chấp niệm đã xong, cả người oán khí cũng bị tinh lọc, tùy thời đều có thể rời đi. Tìm kiếm tân tiểu giúp đỡ lửa xém lông mày, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Nguyên Nguyên quyết định hiện tại liền đi ra ngoài tìm, nàng đã tính ra thích hợp địa điểm, chỉ cần chạy tới nơi là được. Mang theo tiểu len ken ra không gian, nàng vỗ vỗ tiểu len ken đầu cho nàng chúc phúc, tối nay lúc sau ngươi tự hành rời đi đi, kiếp sau đầu hảo nhân gia. Tiểu len ken ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Nguyên đây là chưa cho chính mình lưu đường lui, nàng nếu là hôm nay tìm không thấy tiểu giúp đỡ, đêm nay liền gia đều hồi không được. Nên ngang ra cửa, trong nhà bò ngủ say cẩu cẩu có điều phát hiện, lập tức phe phẩy cái đuôi chạy tới, nó giống như còn rất tưởng niệm lần trước thể nghiệm, phong thổi qua mang đến sản cảm, đừng nói là cẩu cẩu, chính là người ngồi còn tưởng thể nghiệm một hồi. Nhưng không phải tất cả mọi người có cái này vinh hạnh, người bình thường vô pháp chạm vào oán khí. Cẩu cẩu, hôm nay ta có chính sự phải làm, không thể mang ngươi. Nguyên nguyên vuốt nó ra lông an ủi nó. Cẩu cẩu tự hồ là nghe hiểu, quay đầu liền đi, nguyên nguyên không nghĩ tới hôm nay cẩu cẩu tốt như vậy tống cổ không chờ nguyên nguyên chuồn ra sân môn cẩu cẩu lại đuổi theo lại đây lúc này nó trong miệng còn ngậm một con thoạt nhìn phi thường màu mỡ thỏ hoang nó ngậm con thỏ hướng nguyên nguyên trong tay đưa nơi nào tới con thỏ nguyên nguyên trong lòng nghi hoặc không nghĩ tới cẩu cẩu tới con thỏ đều sẽ bắt ngươi đây là tặng cho ta sao xem nó kia bộ dáng chính là muốn đem thỏ con cho nàng cẩu cẩu cao hứng phe phẩy cái đuôi chờ đợi nhìn nguyên 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 bật cười trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm ngươi không phải là cầm con thỏ hối lộ ta muốn cho ta mang ngươi cùng nhau đi cẩu cẩu nghe không hiểu lắm nàng ý tứ bất quá nó vẫn là lấy lòng nhìn nguyên nguyên thấy nó loại này bộ dáng nguyên nguyên cảm thấy nó tám phần chính là ý tứ này thở dài nàng ném thỏ con vào không gian một tay bế lên cẩu cẩu chỉ có thể mang nó cùng đi cũng coi như có cái bạn tiểu len ken nghe nguyên nguyên chỉ huy một đường phiêu rất xa thậm chí phiêu ra chính khúc trấn địa giới rốt cuộc ở một mảnh trong rừng ngừng lại oán khí cường đại, là căn cứ người trước khi chết chấp niệm mà quyết định, tiểu len ken chấp niệm cũng không có rất mạnh, nhưng nàng bị trấn ở cây hòe hạ ra không được, lúc này mới tạo thành nàng oán khí càng ngày càng cường, hiện tại bối rối nàng chấp niệm không có, lúc này mới có thể yên tâm rời đi. Mà này cánh rừng oán khí, là tiểu len ken vài lần còn nhiều, lo lắng tiểu len ken sẽ bị trong rừng cường đại oán khí thương tổn, nguyên nguyên liền làm nàng đi trước rời đi. Nhìn nàng đen tuyền thân hình dần dần tiêu tán theo gió rời đi, Nguyên Nguyên tâm tình không có quá lớn dao động, nàng thấy được quá nhiều, giống như tiểu len ken như vậy oán khí, còn có quá nhiều quá nhiều. Nguyên Nguyên đi bộ hướng trong rừng đi, nàng bật lửa một cái minh hỏa phù đảm đương đèn lồng, tuy nói là trong rừng có nàng muốn tìm đồ vật, nhưng nàng cũng không thể vẫn luôn đi ở trong rừng. Oán khí sợ nàng, xa trùng chuột kiến nhưng không sợ, đến lúc đó đừng dẫm lên cái gì không nên dẫm đồ vật, bị tiểu sâu cấp cắn. Nàng nhìn chuẩn đại đạo phương hướng từ trong rừng chạy đi ra ngoài, chân đạp ở không có cỏ dại bình thản trên đường là lúc nguyên nguyên mới an tâm quán khí xa không có những cái đó không biết sự vật đáng sợ cẩu cẩu ngươi nói đúng không nguyên nguyên vuốt đầu chó cảm thán một tiếng cẩu cẩu kêu một tiếng xem như trả lời nàng chỉ cần nàng muốn biết đồ vật đều có thể suy tính một vài nàng sợ hãi không biết đồ vật tỉ như đại buổi tối đi ở trong rừng nàng tổng không thể mỗi đi một bước liền phải tính một chút chính mình kế tiếp có thể hay không bị sâu đốt tiểu sâu không phải tà vật nàng mang bùa hộ mệnh lúc này còn không có một bao đuổi trùng hương hữu dụng. Nguyên Nguyên đem cẩu cẩu buông, thật sự quá nặng, nàng ôm cánh tay đều toan, tiếp theo nàng dừng lại tĩnh tâm cảm thụ kia cổ oán khí phương hướng. Không thành tưởng càng là tĩnh tâm, nàng liền càng là cảm thấy không giống bình thường, nơi xa tự hồ có chút tiếng vó ngựa, cùng lúc đó, bên chân cẩu cẩu cũng là hung ác thử nổi lên nha, cảnh giác nhìn chầm chầm phía sau. Nguyên Nguyên nháy mắt bóp tắt chính mình bên cạnh minh hỏa phù, tay trái bế lên hung ác cẩu cẩu, tay phải từ trong không gian khác móc ra tới mấy trương phù chú phòng thân. Chỉ cần có nguy hiểm, nàng liền lập tức lấy ra trong tay bạo phá phù tạc hướng mặt đất, sấn này chạy thoát, sư tổ có huấn, không được dùng sư môn tuyệt học đi thương tổn người khác, như vậy sẽ quấy nhiễu chính mình vận. Tuy rằng không thể thương tổn người khác, nhưng là một ít đơn giản phòng thân biện pháp vẫn phải có. Nguyên Nguyên lúc này liền ở chính mình trên người dán một trương ẩn tức phù, có thể tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Nguyên Nguyên khẩn trương hề hề nhìn chầm chầm phía sau, chờ đợi tùy cơ ứng biến. Nàng nếu cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, không trên một tiếng, ở ẩn tức phù dưới tác dụng, có lẽ người tới thật sự liền trực tiếp xẹt qua nàng đi rồi. Nhưng cố tình người lại trấn định cũng quản không được miệng chó. Liền ở xa nha đến thời điểm, cậu cậu dẫn đầu hung ác kêu lên. Về chương không thể dễ dàng sửa lỗi chính tả, về sau phát thời điểm muốn nhiều kiểm tra mấy lần, nếu có lậu còn thỉnh thứ lỗi. Chương 68 người trên một chiếc thuyền. Chương 68 người trên một chiếc thuyền. Gâu gâu gâu. Này vài tiếng cẩu kêu ở yên tĩnh ban đêm có vẻ là như vậy vang dội, ngay cả càng ngày càng gần tiếng vó ngựa đều trở nên như thế nhỏ bé, bị cẩu tử tiếng kêu sở bao trùm. Cẩu cẩu a à, cẩu cẩu, ngươi có một cái như vậy trấn định chủ nhân, liền không thể đương một cái trấn định tự nhiên cẩu cẩu sao? Nguyên Nguyên vô cùng đau đớn, thật muốn cầm thịt xương đầu đem miệng cho nó lấp kín. Này ẩn tức phù là vô dụng, bất quá còn hảo có xe cần hen chuẩn bị, nàng một tay ôm chặt cẩu tử, lại nhéo mấy trương trong tay bạo phá phù chuẩn. Bị gặp được nguy hiểm tùy thời quan ra ngoài. Mà khi nàng chân chính nhìn thấy kia con ngựa thời điểm, Nguyên Nguyên vẫn là chần chờ một chút, mã trên cổ kia chuỗi lục lạc, còn có kia thất đỏ thẩm mã, nàng tự hồ ở nơi nào gặp được quá. Mặc dù là như thế kịch liệt chạy vội, kia chuỗi lục lạc thế nhưng cũng không có vang, thật là kỳ quái. Liền này hơi chút chần chờ, Nguyên Nguyên nghe được hưu một tiếng tiếng xé gió, vẫn luôn mũi tên từ phía sau truyền đến, bọn họ mục tiêu chính là ngồi ở ngựa màu mận chính thượng người. Tiểu nhiếp đại nhân. Nguyên Nguyên thấy rõ lập tức người. Bị đuổi theo người là nhiếp minh ly, kia thất xinh đẹp ngựa màu mận chính, Nguyên Nguyên đích xác gặp qua một mặt. Nhiếp minh ly khó khăn lắm tránh thoát này một mũi tên, hắn thần sắc ngưng trọng, không dám bỏ qua bất luận cái gì động tĩnh, phía trước vẫn sức chờ phát động còn có chút hơi kinh ngạc nguyên nguyên một mà xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nàng như thế nào sẽ tại đây? không dung hắn nghĩ nhiều, không dung hắn nhìn kỹ, cũng mặc kệ nguyên nguyên xuất hiện ở chỗ này có bao nhiêu khả nghi, đơn giản là hắn hiện tại đang bị đuổi giết, phóng nàng tại chỗ mặc kệ, nguyên nguyên một cái tiểu nữ hài khẳng định sẽ bị phía sau người cấp diệt khẩu. Hắn muốn đem người cùng nhau mang đi, bằng không lưu lại nàng chính là làm nàng chịu chết. Bắt tay cho ta. Nhiếp Minh Ly một tay túng dây cương, từ trên ngựa nghiêng lệch thân mình đối nguyên nguyên hô to. Nguyên nguyên sửng sốt, không đợi nguyên nguyên làm ra bất luận cái gì phản ứng hắn ở đi ngang qua thời điểm trảo một cái đã bắt được nguyên nguyên cái kia nhéo phù chú cánh tay đem nàng cùng sách gà con giống nhau sách lên ngựa nguyên nguyên không có làm hảo chuẩn bị này đột phát trạng huống làm nàng thiếu chút nữa đem trong lòng ngực cậu tử cấp ngã văng ra ngoài t bị mạnh mẽ túng lên ngựa nguyên nguyên hít hà một hơi nàng không ngồi vững chắc yên ngựa lạc nàng phi thường không thoải mái chỉ có thể ngồi ở mặt trên nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình dáng ngồi không nàng bị nhiếp minh ly cấp mạnh mẽ ôm ở trên đầu vai kháng đi. Nguyên Nguyên cảm thấy lúc này chính mình giống như là một cái bao tải, nàng lại ăn béo điểm, lại trường cao điểm, nhiếp minh ly đều không thể nhẹ nhàng như vậy khiên nàng đi. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. Nàng kinh hãi. Thả ngươi xuống dưới ngươi sẽ chính mình chạy sao? Đó là người khác phái tới tử sĩ, sẽ không lưu tình chút nào lấy tánh mạng của ngươi. Nhiếp Minh Ly muốn cho Nguyên Nguyên cảm nhận được cấp cáp cảm, hắn tưởng nguyên nguyên không hiểu nguyên nguyên xấu hổ nhiếp minh ly khiến hắn trực tiếp liền chạy vào trong rừng trong rừng thụ nhiều cũng có cái che lấp hắn một ngụm khí thô đều không mang theo suyễn nàng có thể lý giải nhiếp minh ly không nghĩ bỏ xuống nàng làm nàng đi chịu chết tâm nhưng hiện tại làm như vậy không phải cứu nàng ngược lại chỉ là chậm trễ thời gian ta có biện pháp đối phó hắn ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới nhiếp minh ly không nghe cũng không tin hắn thật sự không thể tin một cái 10 tuổi tiểu cô nương sẽ có biện pháp đối phó huấn luyện có tố sát thủ, vẫn là kia vẫn là một người tử sĩ. Nơi xa sát thủ đã đuổi theo, hắn nhảy xuống mã ý đồ tiến cánh rừng, trên đường hùng hổ cẩu cẩu đã làm tốt chuẩn bị, liền ở hắn xuống ngựa kia một khắc, nháy mắt nhảy dựng lên cắn hắn đùi. Sát thủ trên đùi đau xót, kêu lên đau đớn, vô luận hắn như thế nào đấm đánh, như thế nào ném cẩu cẩu đều là gắt gao cắn không buông khẩu sát thủ chỉ có thể cầm trong tay chủy thủ đâm vào cẩu cẩu thân thể lại là hung hăng dạo động một chút mới làm cậu cậu nhả ra dừng tay đỏ tươi máu như chú chảy ra cậu cậu giống mau phá bố giống nhau bị ném xuống nguyên nguyên trợn to mắt nhìn trước mắt một màn này nàng tránh thoát không được chỉ có thể giơ lên cánh tay hung hăng ở nhíp minh ly cái ốc tới cái khuỷu tay đánh nhíp minh ly trước mắt tối sầm thân thể một cái lão đảo trên tay sức lực cũng nhỏ xuống dưới nguyên nguyên lập tức trở về chạy trong tay bạo phá phù liên tiếp ném văng ra từng cái ở kia sát thủ trước mặt nổ tung lưu lại trên mặt đất từng cái hố đất, ngay cả bên cạnh lá cây cũng bị đánh rơi, khói bụi tràn ngập, bức cho hắn kế tiếp lui về phía sau. Như vậy phù chú bởi vì không hảo bán ra, Nguyên Nguyên cũng không có chuẩn bị nhiều ít. Nàng bổn có thể thừa dịp bạo phá phù tạo thành sương khói đào tẩu, nhưng là nàng không thể đào tẩu, nàng tẩu tử còn ở nơi đó. Chờ đến bạo phá phù tất cả đều dùng xong, kia sát thủ cũng không hề có đều ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Nguyên, tự hồ nhận định Nguyên Nguyên cũng là địch nhân, mặc kệ sương khói, xông thẳng Nguyên Nguyên lại đây. Cùng Nguyên Nguyên đối diện cặp mắt kia thế nhưng không hề sinh khí, không sợ vô sợ, không chết không ngừng, bình thường phù chú đối hắn căn bản không có dùng, Nguyên Nguyên tâm một hoành, móc ra một trương nàng chưa bao giờ dùng quá phù chú. Tay mắt lanh lẹ vỗ vào người nọ trên người, trong miệng niệm chú, phù chú thượng chu sa dấu vết trở tối, theo tiếng hiển linh. Khi sát thủ thân hình một đốn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng cư nhiên cho người ta hạ chú, Tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp hồi mộng chú, nhưng đây cũng là nàng nhất khinh thường hành vi. Nguyên Nguyên nhìn hắn ngã xuống đất thân hình, bùng một tiếng, lập tức phi thường nghiêm túc quỳ xuống nhận sai, sư phụ. Đồ Nhi thật sự là bó tay không biện pháp mới có thể làm ra bậc này vi phạm tổ huấn việc, ngài ở thiên có linh, còn thỉnh ngài lão nhân gia có thể tha thứ Đồ Nhi, hết thảy hậu quả, Đồ Nhi sẽ tự gánh vác. Nguyên Nguyên trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ dùng phù đi thương tổn người khác, ảnh hưởng người khác trên người khí vận nàng chính mình khí vận cũng sẽ đã chịu thay đổi, về sau gặp được cái gì xui xẻo sự, nàng chỉ có thể tự thực hậu quả xấu. Nhưng hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng, sốt ruột tìm được cẩu tử bên cạnh, nguyên nguyên nhìn đến nó thân thể thượng phá cái miệng to, máu chảy đầm đìa khẩu tử, hơi thở còn thập phần mỏng manh, liền sắp chết rồi. Còn hảo, còn kịp. Nàng lắc mình vào huyền linh không gian, ông cẩu tử một đường chạy đến linh khê tụ tập chỗ, nơi đó có một đóa tràn ngập linh khí kim liên hoa. Kim liên hoa cánh hoa thượng ngưng tụ một dọc linh lộ, đây là huyền linh không gian trân quý nhất bảo bối, một hai năm năm mới có thể ngưng tụ thành một dọc, linh lộ tích tiếng linh khê, mới có linh suối nước. Không có này tích linh lộ, nàng huyền linh không gian linh khê đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, bất quá này tích linh lộ có gần như khởi tử hồi sinh hiệu quả, chỉ cần còn không có tắt thở, lại trọng thương đều có thể cứu trở về tới. Nguyên nguyên không chút do dự đem linh lộ bác tới rồi cẩu tử trong miệng, nhìn nó miệng vết thương ở linh lộ dưới tác dụng chậm rãi khép lại, thẳng đến khôi phục như lúc ban đầu, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Miệng vết thương có thể chữa khỏi, nhưng là đau đớn lại không cách nào giảm bớt, cậu tử như cũ là hơi thở mỏng manh, đáng thương ghé vào nơi đó, nó hẳn là phi thường đau đớn, nguyên nguyên vuốt ve nó da lông, cho nó an ủi. Ngoan cậu cậu, không có việc gì. Đối với có linh khí động vật cùng người, nguyên nguyên luôn là phá lệ chú ý, cho dù là đem trân quý linh lộ cho cậu tử uống, nàng cũng không cảm thấy lãng phí. Nguyên Nguyên khuỷu tay đánh lực độ không nhỏ, Nhiếp Minh Ly ù tai mắt hắt, khoảng thật lâu mới thanh tỉnh, hắn bốn phía đi tìm Nguyên Nguyên tung tích, không thấy được nàng thân hình, chỉ có đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự sát thủ, hắn trên người còn dán một lá bùa. Nhiếp Minh Ly cảnh giác tới gần, cái kia sát thủ nhìn qua tựa như ngủ rồi giống nhau, hắn run rẩy xuống tay nhặt lên một bên rơi xuống chủy thủ, nồng hậu mùi tanh làm hắn ý thức được chủy thủ thượng dính chính là cái gì, hắn không thể đi xem. Chắc gao nắm chặt chủy thủ treo ở sát thủ ngực thượng trái tim bang bang thẳng nhảy một đao đâm xuống hắn liền an toàn nhưng là hắn vẫn luôn ở do dự hắn biết chính mình sẽ không an toàn hôm nay đã chết một cái ngày mai khả năng còn sẽ đến vô cùng vô tận sát thủ giống như là vĩnh vô chừng mực ác mộng giống nhau không ngừng tra tấn hắn ngươi muốn giết hắn sao bình tĩnh thanh âm từ phía sau truyền đến nhiếp minh ly quay đầu lại đi xem không biết khi nào Nguyên Nguyên đã xuất hiện ở chính mình phía sau, nàng một bàn tay rũ, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bên chân đại hoàng cẩu, một cái gáo múc nước liền ở nàng bên cạnh, cẩu tử chính dịu ngoan uống nước. Ngươi không cần giết hắn, hắn chỉ sợ sống không lâu, đối với ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp, không cần thiết cho chính mình trên người nhiều thêm cái tội nghiệp. Nàng hơi hơi thở dài. Nhíp Minh Ly hiện tại không có việc gì, nhưng nàng liền quán thượng sự, xem ra về sau muốn làm nhiều việc thiện để này nhân. Nhíp Minh Ly nuốt một chút, buông xuống trong tay chủy thủ, có chút không thể tưởng tượng nhìn Nguyên Nguyên, không quá xác nhận mở miệng, chẳng lẽ ngươi giết hắn. Nguyên Nguyên thật muốn cho hắn cái đại bạch mắt, người không chết, hắn trước mắt còn sống, nhưng là ta cho hắn hạ chú, làm hắn làm cái ác mộng, bất quá xem tình huống của hắn. Phỏng chừng sẽ vẫn luôn bị bóng đè bối rối ra không được. Cảm tại đầu phiếu truy đọc. Chương 70 hắn như thế nào là cái ngạo kiều? Chương 70 hắn như thế nào là cái ngạo kiều? cái loại này trong mắt không hề tức giận người, căn bản vô pháp thoát ly bóng đè. Vô luận là đối người hạ cái dạng gì chú, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đem hậu quả xấu phản vệ đến trên người mình, hại người bất lợi mình sự, nguyên nguyên trước nay chưa làm qua, lần này là lần đầu tiên. Người hẳn là cũng biết cái loại cảm giác này, ác mộng quấy nhiễu, chậm chạp không thể thanh tĩnh. Nguyên nguyên từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn là có thể xác định, nhiếp minh rời khỏi người thượng cũng bị hạ quá chú. Nàng lời nói lại làm nhiếp minh ly nhớ tới chính mình vô số lần đã làm ác mộng, hắn rõ ràng là biết đến, nhưng lại vẫn như cũ hồi phục nguyên nguyên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Miệng thật ngạnh. Nguyên nguyên ở trong lòng hừ một tiếng, hơn nữa nàng vừa nhớ tới chuyện vừa rồi liền sinh khí, nếu nhiếp minh ly không kéo nàng lên ngựa, liền chuyện gì đều không có, nguyên nguyên chất vấn nhiếp minh ly, ngươi vì cái gì muốn túng ta lên ngựa. Xác nhận cái kia sát thủ thật sẽ không tỉnh, nhiếp minh ly cầm đi trên người hắn hết thảy vũ khí, nhẫn tâm ở trong miệng hắn đổ một bao bột phấn, không phải cái gì độc dược, tám phần là muốn phế đi hắn võ công, lại hoặc là nhuyễn tân tán linh tinh. Làm tốt vạn toàn phòng bị, hắn mới hoàn toàn thả lỏng lại, dựa vào ở sau người trên cây nghỉ ngơi. Nhiếp Minh Ly cứ như vậy lẳng lặng nhìn nằm ở một bên sát thủ, cho nàng giải thích, cái này sát thủ là người khác bí mật bồi dưỡng tử sĩ, hắn tồn tại không cho phép người khác biết, sẽ giết chết hết thảy gặp qua người của hắn, nếu ngươi lưu tại kia, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Nguyên trong lòng nhảy dựng, mặt danh có chút cảm động, thế nhưng là vì không cho nàng bị diệt khẩu, một khi đã như vậy, khi này thiên sốt quá tính tiếp theo thiên. Ta vừa mới làm ngươi hướng hữu đi, ngươi vì cái gì không đi bên phải. Nguyên Nguyên tức giận bãi ở trên mặt. Nếu hướng hữu đi rồi, liền không có nhiều như vậy phá sự, nhíp minh ly mã sẽ không chết, bọn họ sẽ không từ trên ngựa ngã xuống dưới, nàng cậu tử sẽ không đi quỷ môn quan đi một chuyến, nàng càng sẽ không đến bị bắt cho người ta hạ chú nông nổi. Này thật là không xong tột đỉnh thực xin lỗi. Nhíp Minh Ly phi thường chân thành tha thiết xin lỗi. Đem ngươi cũng liên lụy tiến vào là ta sai, không nghe ngươi, là bởi vì. Bên kia có đối ta rất quan trọng người ở, ta không nghĩ đi quấy rầy bọn họ. Nhíp Minh Ly nói lời này thời điểm trong mắt không có gì tinh thần, hoàn toàn không giống vị kia ở công đường thượng thần thải sáng láng tiểu nhíp đại nhân. Nguyên Nguyên thở dài, tuy rằng không biết trên người hắn đã xảy ra cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nhíp Minh Ly cũng không dễ dàng, nàng cũng không rối rắm nhiều như vậy, quản hảo chuyện sau đó là được. Hành đi, xem ở ngươi tâm là tốt, ta cũng không trách ngươi đem ta liên lụy tiến vào, nhưng ta vừa rồi cũng coi như là cứu ngươi, ngươi cần thiết phải cho ta tương ứng thù lao, ngươi trở về phải hảo hảo chuẩn bị, ta có rảnh liền đi tìm ngươi đi muốn. Nguyên Nguyên nói nghiêm trang. Việc nào ra việc đó, nàng cứu nhiếp Minh Ly, chính mình còn thấy hắn bối thượng vốn nên thuộc về hắn nhân quả, hắn liền phải phó cho chính mình tương ứng thù lao nhiếp minh ly ngơ ngẩn nhìn nàng không nghĩ tới như vậy tiểu chính là cái tham tiền hắn có chút mỏi mệt bật cười ngươi muốn nhiều ít bạc nguyên nguyên cân nhắc một chút nàng không thể đầy trời chào giá cũng không thể quá tiện nghi rốt cuộc nàng là cái lương tâm người cuối cùng nàng cấp nhiếp minh ly báo cái giá cả một lần một trăm lượng một lần một trăm lượng hắn có thể lấy ra tới chỉ là lúc này đây lại là có ý tứ gì nguyên nguyên một tay cầm gáo múc nước đi đến nhiếp minh ly bên cạnh sau đó ngồi trên mặt đất cùng hắn nhìn thẳng trang thủy gáo múc nước đã bị nàng đặt ở một bên người mệnh không hảo cứu không phải hôm nay một lần là có thể cứu thành ngươi cũng có thể cảm giác được đi mỗi cái ban đêm đều sẽ bị bóng đè quấn thân mọi việc không thuận ngay cả bên người người đều đi theo xui xẻo nàng đôi mắt sáng như sao trời hồn nhiên ngây thơ nhưng lại mang theo có thể nhìn thấu hết thảy biểu tình hiếm khi có người dám với nguyên nguyên đối diện thật lâu nhiếp minh ly lại từ nàng hai tròng mắt nhìn thấy từ trước chính mình bị coi là tai tinh chính mình. Ngươi muốn nói cái gì? Nói ta là cái tai tinh sao? Nhiếp Minh Ly tự dễ cười, hắn đều chạy đến xa xôi trấn nhỏ tới, vì cái gì những việc này vẫn là tổng quấn quanh hắn, ngay cả hắn mệnh đều không buông tha. Nguyên Nguyên lắc đầu phủ nhận, ngươi không phải tai tinh, ngươi chỉ là một khối bị tà khí xâm nhập Mỹ Ngọc, Nhiếp Minh Ly, hiện tại loại này thời điểm, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi loại trừ trên người của ngươi tà khí. Trừ bỏ trên người hắn những cái đó lung tung rối loạn khí, Nhiếp Minh Ly tuyệt đối là đại khí vận người, người như vậy, Nguyên Nguyên cảm thấy chính là Mỹ Ngọc. Nàng còn đối chính mình phi thường có tự tin, sư phụ đều khen nàng thiên phú độc nhất vô nhị, như nàng như vậy huyền học đại sư, tìm không ra cái thứ hai. Mặc dù có, kia cũng là hậu bối, ngân quả chính là một cái hạt giống tốt, nhưng hắn còn quá tuổi trẻ. Nghe được Nguyên Nguyên nói chính mình là bị tà khí xâm nhập Mỹ Ngọc, Nhiếp Minh Ly nội tâm có chút cao hứng, hắn lần đầu tiên nghe được như vậy miêu tả nhưng là hắn vẫn như cũ vô pháp thuyết phục chính mình đi tin tưởng Nguyên Nguyên. Ta không tin này đó. Không phải do ngươi không tin. Nguyên Nguyên đột nhiên nghiêm túc lên. Ta cho ngươi thể nghiệm quá, ta phù chú, có thể hộ ngươi một đêm mộng đẹp, ta ngày ấy suy tính ngươi hội kiến huyết, ngươi cũng thật là gặp được, có phải hay không? Nhíp Minh Ly biệt khai ánh mắt, không đi xem nàng. Nguyên Nguyên nói không tồi, dùng nàng phù chú, hắn biết sát ngủ mấy cái hảo giác, mà đêm đó suy tính, đúng là hắn dùng kế tìm ra chân chính giết hại huyện lệnh hung phạm một đêm kia, hắn liền ở nguyên nguyên nói cùng thời khắc đó gặp được huyết, thật bị nàng tính tới rồi. Bất quá là trùng hợp mà thôi. Hắn mũi ra tiếng, sắc mặt bởi vì cậy mạnh còn có chút phím hồng. Ngươi còn cãi bướng. Nguyên nguyên khí không đánh vừa ra tới, thừa nhận nàng rất mạnh như vậy khó sao. Nhíp minh ly như thế nào là cái ngạo kiều. Kỳ hảo, hiện tại ngươi coi như ta mặc đem cái này uống xong đi, sau đó nói cho ta ngươi chân thật cảm thụ, ta xem ngươi còn có thể hay không tâm khẩu bất nhất. Nguyên Nguyên đem gáo múc nước đưa tới nhiếp minh ly trước mắt. Nhiếp minh ly nhìn nhìn Nguyên Nguyên, lại nhìn nhìn gáo múc nước, xác nhận Nguyên Nguyên không phải nói giỡn, hắn duỗi tay chỉ hướng bên cạnh cậu tử, khó có thể tin, nó uống qua thủy, ngươi làm ta uống. Nguyên Nguyên cắn cánh môi, linh suối nước là nhất thuần tịnh thủy, căn bản không dơ, bất quá làm hắn uống cậu tử uống qua thủy, giống như xác thật không tốt vậy ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Nhiếp Minh Ly khép lại đôi mắt, hắn thật sự có chút mệt mỏi, hắn vừa mới tới trấn nhỏ này bao lâu, người nọ liền lại tưởng gấp không chờ nổi diệt trừ hắn, không thể ngồi chờ chết, trốn tránh giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nguyên Nguyên mân mê một hồi, bật lửa một lá bùa, phù hôi hỗn hợp linh suối nước rót ở tiểu thùng tưới, nàng cầm tiểu thùng tưới ở Nhiếp Minh rời khỏi người biên đều đều phun. Dày đặc nhu hòa hơi nước bao phủ ở hắn trên người, quấn quanh hắc khí nhanh chóng ẩn nấp đi xuống, tùy theo mà đến chính là chưa bao giờ thể nghiệm quá nhẹ nhàng. Nhiếp Minh Ly vô pháp bỏ qua loại này biến hóa, hắn kinh ngạc mở mắt ra, tràn ngập hơi nước như là mang đi hắn một thân trầm trọng, ngay cả tâm tình đều rộng mở thông suốt. Hắn vô pháp lừa gạt chính mình. Nguyên Nguyên nói, đều là thật sự. Chương 71 Bình An Khấu Chương 71 Bình An Khấu Hơi nước tiệm tiêu, cái loại này thoải mái cảm giác cũng đi theo biến mất, đột nhiên trên lệch làm nhiếp minh ly cảm thấy phi thường nôn nóng, nếu chưa từng cảm nhận được loại này nhẹ nhàng cảm giác, hắn hoàn toàn không cảm thấy ban đầu chính mình có cái gì không đúng. Thế nào, này hiệu quả lộ rõ, thể nghiệm cũng không tệ lắm đi, bất quá này chỉ là tạm thời hiệu quả, chỉ cần ngươi nghe ta, ta khẳng định có thể đem trên người của ngươi tà khí đều cấp trừ bỏ. Nguyên nguyên không tin đều như vậy, nhiếp minh ly còn có thể tiếp tục trợn mắt nói dối. Đối thượng nàng tầm mắt, nhiếp minh ly chỉ có thể thừa nhận, xác. Thật nhẹ nhàng không ít, nguyên tiểu lục, ngươi là người nào? phổ phổ thông thông nông gia tiểu cô nương nhiếp minh ly cảm thấy khẳng định không phải nàng không chừng có cái gì che giấu tung tích đối với nhiếp minh ly loại này chết sống không tin người nguyên nguyên không ngại triển lãm chính mình năng lực ta chỉ là một cái xuất thân nông môn huyền học tiểu thiên tài xem tướng đoán mệnh bán phù còn có chuyên môn trợ giúp giống ngươi như vậy có bối rối người ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể kêu ta nguyên đại sư trên mặt nàng tràn đầy tự tin tươi cười nhiếp minh ly bị này cảm nhiễm ngay cả tâm tình đều tươi đẹp không ít hắn đứng lên sửa sang lại một chút trên quần áo nếp gấp hướng tới nguyên nguyên duỗi tay đỡ nàng lên ta đây tánh mạng liền toàn giao cho tiểu lục đại sư nhưng trong lòng ta còn có một cái nghi hoặc nguyên nguyên bất mãn bắt tay duỗi qua đi nương hắn lực đứng dậy lẩm bẩm nói ngươi là muốn hỏi ta sư xuất gì môn đi sư phụ ta đã sớm qua đời ta này một môn theo ta một người ngươi là hỏi thăm không đến nhưng là chúng ta đồ vật nhưng đều là nhất linh nghiệm còn có a ngươi kêu tiểu lục liền tiểu lục kêu đại sư liền đại sư tiểu lục đại sư là cái gì? Nghe quái quái. Nhiếp Minh Ly tâm tư bị Nguyên Nguyên nhìn thấu, thấy nàng như thế thẳng thắn thành khẩn, Nhiếp Minh Ly cũng không còn nghi vấn, chỉ là suy tư một chút Nguyên Nguyên nói, cái này xưng hô rất kỳ quá sao? Nguyên Nguyên lập tức gật đầu, hỏi tiếp một câu giống như nói chuyện không đâu nói, ngươi ở trong nhà đứng hàng đệ mấy? Bài thứ 9. Nhiếp Minh Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bảy cái hoàng huynh đều đã chết, hắn là cuối cùng một cái. Nguyên Nguyên nói, Ta đây kêu ngươi tiểu cửu đại nhân, ngươi nghe có thể hay không cảm thấy rất kỳ quái. Nhiếp Minh Ly quyết đoán lắc đầu, từ trước người khác đều kêu hắn tiểu cửu điện hạ, đổi thành tiểu cửu đại nhân cũng không sai biệt lắm. Nguyên Nguyên một nghẹn, nguyên bản tưởng tốt tìm từ đều nói không nên lời, hành đi, hắn như thế nào kêu đều được, tả hữu chính là một cái xưng hô, bất quá nên lấy đồ vật vẫn là muốn mắt. Tiểu cửu đại nhân, ngươi có thể hay không cho ta một cái thông hành lệnh hoặc là tính vật linh tinh? ta về sau đi tìm ngươi trừ tà thời điểm phương tiện một chút. Nguyên Nguyên cười đến thoải mái, Nhíp Minh Ly là nàng về sau trường kỳ đại khách hàng, muốn làm tốt quan hệ. Nhíp Minh Ly ở trên người sờ soạn một chút, hắn ra tới vội vàng, hiện tại trên người hắn cũng chỉ dư lại một cái treo ở trên cổ mã trạm canh gác, hiện giờ mã không có, này cái còi lưu trữ cũng vô dụng. Cái này trước cho ngươi, ngươi dựa vào cái này mã trạm canh gác là có thể nhìn thấy ta, nếu là ghét bỏ, lần sau ta lại cho ngươi mặt khác. Nhiếp Minh Ly là thật suy nghĩ nhiều, Nguyên Nguyên như thế nào ghét bỏ, đó là một cái trà lau phi thường sạch sẽ mã trạm canh gác, mặt trên còn có chút tinh xảo khắc văn, xinh đẹp mã trạm canh gác thượng mang theo dư ôn, đó là Nhiếp Minh Ly bên người mang theo. Hắn nhất định thực quý trọng kia con ngựa. Cái này liền đủ rồi, ngươi trước từ từ, ta cũng có cái thứ tốt phải cho ngươi. Nguyên Nguyên thu hảo mã trạm canh gác, lại túng ra tới một cái bình an khấu, đây là cấp các ca ca chuẩn bị bình an khấu, bởi vì chuẩn bị nhiều, cũng có thể phân cho Nhất Minh Ly một cái nhà chính là cái này Bình An khấu, trừ tà dùng bên người mang hảo còn có này Trương phù chú cũng cho ngươi cùng lần trước giống nhau có trợ giấc ngủ trước cuộc đây là đại khách hàng về sau muốn từ trên người hắn vớt không ít bạc không tiện hắn điểm tiểu quà tặng nguyên nguyên này lương tâm khó an nhìn cái kia nho nhỏ Bình An khấu, còn có kia Trương lá bùa Nhất Minh Ly nội tâm xúc động thâm hậu như vậy một cái thiện lương tiểu cô nương hắn nhìn liền cao hứng cẩn thận tiếp nhận bình an khấu quan sát, tuy rằng hình thức đơn giản cũng không có như vậy tinh xảo, nhưng đây là nguyên nguyên một mảnh tâm ý, nhiếp minh ly như cũ thực cảm động. Hắn nếu là biết nguyên nguyên chỉ là muốn làm sinh ý, tuyệt đối sẽ không như thế cảm động. Nhiếp minh ly trực tiếp đem bình an khấu mặt dây mang ở trên cổ, ngọc thạch dán da thịt mang đến lạnh lẽo xúc cảm, thỏa mãn tàn hảo ngọc trụy, hắn dương mắt thấy được nguyên nguyên cánh tay. Ngươi cánh tay làm sao vậy? từ vừa rồi hắn liền phát hiện nguyên nguyên rủ một cái cánh tay vẫn không nhúc nhích, có chút kỳ quái. Chính là trật khớp, không có việc gì. Nguyên nguyên không sao cả, nàng chính mình sẽ trở lại vị trí cũ, chính là có điểm đau, nàng muốn trước tiên làm chuẩn bị tâm lý. Nhiếp Minh Ly trong nháy mắt liền đã hiểu, chỉ sợ là lên ngựa khi hắn cấp túng, nàng dáng người nhỏ gầy, xác thật một không cẩn thận liền sẽ túng trật khớp. Hắn nắm lấy nguyên nguyên cánh tay, hơi hơi nâng lên thử quơ quơ. Đau không? Đau, ngươi đừng nhúc nhích, ta chính mình sẽ lộng. Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, thân thể sau này lui lui, muốn đem chính mình cánh tay từ trong tay của hắn rút ra. Không tốt. Hắn tỉnh. Nhíp Minh Ly đột nhiên đề cao thanh âm về phía sau nhìn về phía sát thủ. Nguyên Nguyên cả kinh, nàng đầu còn không có xoay qua đi, liền nghe được ca một tiếng, chính mình cánh tay đã trở lại vị trí cũ. Căn bản không có cái gì sát thủ tỉnh lại, là Nhíp Minh Ly vì dời đi lực chú ý mới xả dối, bất quá hiệu quả phi thường thành công cảm cảm ơn nguyên nguyên chỉ có trong nháy mắt đau đớn hiện tại nàng vặn vẹo cánh tay một chút đều không có không khỏe không cần cảm tạ vốn chính là ta làm hại ngươi không oán ta liền hảo nhiếp minh ly vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra tới một cái vải bố trắng điều cột vào mắt thượng trong rừng không an toàn chúng ta trước đi ra ngoài hắn ở phía trước mở đường nguyên nguyên mang theo cậu tử ở phía sau đi theo nàng thập phần tò mò nhìn chằm chằm nhiếp minh ly mắt thượng bố nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra hắn có dụng ý gì ngươi vì cái gì muốn mang theo thứ này đi đường không đáng ngại sao nhiếp minh ly dừng một chút hắn không minh xác trả lời chỉ là nắm chặt nắm tay nói câu không đáng ngại nguyên nguyên biểu môi người bình thường ai không có việc gì sẽ hướng mắt thượng che miếng vải hắn hoặc là là không bình thường hoặc là chính là có mặt khác không nghĩ nói nguyên nhân kia thất màu mận chính tuấn mã còn ngã vào bên ngoài huyết lưu đầy đất trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi, nhiếp minh ly run rẩy cánh tay đi cởi xuống mã trên người lục lạc, đem lục lạc đang hoàng từng cái trang bị đi lên, lục lạc lúc này mới lại lần nữa phát ra tiếng vang. Hắn yên lặng thu thập chính mình đồ vật, không nói một lời, tiếp theo ngay tại chỗ bốc cháy lên lửa lớn, đem ngựa đốt cháy, hắn nếu là không làm như vậy, mã liền có khả năng sẽ bị người khác mang về ăn luôn. Nhiếp minh ly càng không nghĩ nhìn đến như vậy tình huống, này con ngựa là huynh trưởng đưa cho hắn. Lửa cháy lửa lớn chiếu sáng ban đêm, Nguyên Nguyên thấy hắn mắt thượng bố bị tẩm ướt một khối, hắn đè đè đôi mắt, tránh cho làm Nguyên Nguyên nhìn đến chính mình quẩn bách, lại đem ướt rớt vải bố trắng ném vào đống lửa cùng nhau đốt cháy. Theo vải bố trắng hóa thành tro tàn, hắn mới cùng Nguyên Nguyên nói nguyên nhân. Cảm tại đầu phiếu duy trì. Hôm nay còn có canh một. Mắt thượng che bố Nguyên Nhân liền phải ra tới lạp. Chương 72 là vận huyết A. Chương 72 là vận huyết A. Ta. Có điểm đều huyết, dự tính chính mình sẽ gặp được huyết thời điểm, liền sẽ ở mắt thượng giống như vậy trói một khối bố, bố vừa che thượng, liền thấy không rõ huyết, cũng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ngươi có vận huyết chứng. Nguyên Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Ân, nhiếp minh ly có chút khó có thể mở miệng, từ khi còn bé tận mắt nhìn thấy đến cái loại này máu chảy thành sông cảnh tượng, hắn liền rơi xuống vận huyết tật xấu, mỗi lần nhìn thấy máu tươi đều phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhẹ thì khắp người run rẩy, nặng thì đầu óc biến thành màu đen ngất. Này cũng không có gì, vận huyết là rối loạn tâm thần, hẳn là ngươi phía trước bị cái gì kích thích dẫn tới, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng rồi cứu ngươi, ngươi vận huyết chứng tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong, vẫn là phía trước giá, một lần một trăm lượng. Nguyên nguyên tính rõ ràng, nghiễm nhiên một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Nếu có thể chữa khỏi, đừng nói là một trăm lượng, chính là một ngàn lượng nhiếp minh ly cũng nguyện ý cấp, hắn thanh âm dơ lên, ngươi nói chính là thật sự, đương nhiên là thật sự, ngươi sẽ không lại không tin ta đi. Nguyên Nguyên nóng nảy, nàng thật là đối nhiếp binh ly mạnh miệng trình độ tràn đầy thể hội. Ta tin. Lần này nhiếp binh ly còn tính tương đối sản khoái trả lời, tin tưởng một người liền phải vô điều kiện tin tưởng. Nguyên Nguyên rất là vừa lòng, nàng vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người. Bởi vì cái này chứng bệnh, ta thậm chí liền binh khí đều lấy không được, nếu thật có thể chữa khỏi, ta có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi, vô điều kiện đáp ứng ngươi bất luận cái gì một cái yêu cầu. Nhiếp Minh Ly cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, giờ phút này nguyên nhân chính là Nguyên Nguyên nói mà kích động run rẩy. Bất luận cái gì một cái yêu cầu, nghe tới cũng không tệ lắm, nhưng việc nào ra việc đó, Nguyên Nguyên thu hắn bạc liền sẽ không nói thêm yêu cầu khác. Này đảo không cần, đây là ta thuộc bổn phận sự. Nguyên Nguyên cười con mắt, liền giống như bầu trời trăng non nhi giống nhau sáng ngời. Nhìn nhìn sắc trời, Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình cần thiết phải nắm chặt thời gian, lăn lộn lâu như vậy, lại không làm xong chính sự trở về, chờ về đến nhà thiên đều nên sáng. Ta còn đuổi thời gian, liền đi trước, ngươi đợi lát nữa muốn như thế nào trở về. Nguyên Nguyên khách khí dò hỏi, giống như là phân biệt khi truyền thống lễ tiết. Nhíp Minh Ly cho tới bây giờ mới trì động cảm thấy, Nguyên Nguyên một người ở chỗ này xuất hiện có bao nhiêu khả nghi, lại có bao nhiêu nguy hiểm, ta chỉ có thể đi trở về đi, bất quá đã trễ thế này, ngươi một người như thế nào sẽ tại như vậy hẻo lánh địa phương người nhà của ngươi đâu nơi này liên nguyên gia thôn phi thường xa liền nhiếp minh ly đều là cưỡi ngựa tới hiện tại mã không có hắn đêm nay phỏng chừng đều không thể quay về chính khúc trấn càng đừng nói là nguyên nguyên ta là trộn đi ra tới người nhà không biết ta còn có đại sự phải làm liền đi trước một bước ngươi chậm rãi đi đừng quên về nhà chuẩn bị tốt bạc nguyên nguyên sốt ruột cáo từ tiếp theo bước nhanh đi trước tiểu len ken đi rồi Nàng chỉ có thể dựa hai cái đùi đi Nhiếp Minh Ly đi mau vài bước đuổi theo Đêm nay thượng không an toàn Ngươi muốn đi đâu Ta đưa ngươi trở về Không cần phiền toái Ngươi đi vội ngươi đi Ta bản lĩnh không đến mức bảo hộ không được chính mình Ngươi như vậy vãng từ phủ đệ ra tới Hẳn là cũng có việc phải làm đi Nguyên nguyên nghiêng đầu đi xem Nghe nói hắn phủ đệ nơi nơi đều là thủ vệ Nếu không phải chính hắn từ phủ đệ ra tới Hẳn là cũng sẽ không bị đuổi giết đến tận đây Ân. Ừ ngươi thật không cần ta đưa nhiếp minh ly lại lần nữa xác nhận nguyên nguyên hai tay giao nhau cự tuyệt bước chân không ngừng thật không cần ta còn có cẩu cẩu bồi đừng nhìn ta này cẩu cẩu hình thể không lớn dũng cảm đâu nhiếp minh ly theo nàng ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn đi theo cẩu tử cẩu tử vây quanh nhiếp minh ly vui sướng kêu uống lên linh lộ nó đã tốt không sai biệt lắm hiện tại chính triển lãm chính mình dũng mãnh thân hình nhìn nó da lông nhiếp minh ly đột nhiên cả người cứng đờ tay chân lạnh lẽo đầu ngón tay đều ở rung nhẹ nhẹ. Nó da lông thượng lây dính tảng lớn không rửa sạch sẽ vết máu, trong phút chốc, hắn hồi tưởng khởi chính mình trên tay xúc cảm. Nắm lấy chủy thủ khi hoặc lưu lưu xúc cảm, khi đều là huyết cảm giác, hắn trên tay không có huyết, nhưng là lúc này lại như là dính đầy vô số huyết. Nguyên nguyên thân hình ở trong mắt hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hắn hai mắt tối sầm, thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất tiếng vang là nguyên nguyên đánh một cái giật mình. Nhiếp Minh Ly Nguyên Nguyên xoay người chạy đến hắn bên người, lung lay một chút thân thể hắn, bóp người của hắn trung cho hắn kích thích, kết quả không có bất luận cái gì phản ứng. Cẩu tử vô tội ở một bên chuyển động, Nguyên Nguyên nhìn đến nó trên người vết máu về sau, lại nhanh chóng kiểm tra rồi một chút Nhiếp Minh Ly trạng thái. Người này cũng không phải là bình thường ngất a, à, Nguyên Nguyên miếm môi, nàng nâng Nhiếp Minh Ly đầu, trong lòng có chút khâm phục. Trên người hắn chú phi thường lợi hại, chỉ cần hắn ở vào vô ý thức trạng thái, tỉ như giấc ngủ hoặc là ngất trên người hắn hắc khí liền sẽ tìm cách đem hắn vây chết ở ở cảnh trong mơ. Nguyên Nguyên thử tính nhập hắn mộng, thử hai lần phát hiện hoàn toàn không được, hắn cảnh trong mơ là hoàn toàn phong bế, không có có thể tiến vào môn, tưởng tỉnh lại chỉ có thể dựa chính hắn. Hy vọng ngươi có thể an toàn xuất hiện đi. Nguyên Nguyên thở dài, nàng đem hôn mê nhíp minh ly chuyển dời đến chính mình trong không gian, đêm nay thượng tổng không thể ném hắn một người ở đường cái thượng, lại đến cái sát thủ làm sao bây giờ. Đặc hảo nhíp minh ly, Nguyên Nguyên mới tiếp tục lên đường, tìm được ngã rẽ hướng một cái khác phương hướng đi. Rất xa nàng là có thể cảm nhận được lực lượng cường đại oán khí, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, giống nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, vốn dĩ đi thở hồng hộc, hiện tại đột nhiên có động lực. Bước ra hai chân chạy lên, rốt cuộc nhìn đến gửi lại ở cỏ cây thượng oán khí, nàng thò tay đầu ngón tay đếm đếm, liền như vậy một miếng đất nhỏ, thế nhưng có sáu cái như thế cường đại oán khí. Oán khí nhân chấp niệm dừng lại thế gian, chấp niệm càng sâu, oán khí càng cường, hơn nữa đều không phải là mỗi cái oán khí đều sẽ nghĩ hại người, trước mắt này đó liền không phải. Bọn họ ở nguyên nguyên lại đây thời điểm, không có bất luận cái gì động tác, tựa như không tồn tại giống nhau, chẳng sợ bọn họ không có động tĩnh, những cái đó hắc khí cũng lừa không được nguyên nguyên đôi mắt. Nhanh lên xuất hiện đi, ta có thể nhìn đến các ngươi. Nguyên nguyên ngồi trên mặt đất, từ không gian lấy ra mấy trương còn sót lại lá bùa đếm đếm. Không có nhiều ít lá bùa, lần sau đi thị trấn liền phải mua, nàng bày ra mấy trương, cầm chính mình thường dùng chu sa cùng bút bắt đầu vẽ bùa. Một trương hai trương. Thẳng đến họa mãn sáu trương, những cái đó oán khí cũng không có ra tới. Còn không ra. Nguyên nguyên trung trung lá bùa, dùng miệng hô hô thổi mặt trên chu sa, chờ đợi biến làm, sáu trương mới mẻ ra lò hóa hình phù đại công cáo thành. Thấy này đó oán khí còn không có phản ứng, nguyên nguyên cũng không nói nhiều, trực tiếp chuẩn xác không có lầm ném sáu trương hóa hình phù đi ra ngoài hóa hình phù dáng ở bọn họ dựa vào cỏ cây phía trên, đem này đó ẩn nấp quán khí đều cấp túng ra tới, mà hóa hình phù cũng làm cho bọn họ từ từng đoàn hắc khí, biến thành một cái cá nhân hình. Bọn họ còn có chút ngốc, không biết làm sao nhìn chính mình biến hóa, nguyên nguyên đánh giá một chút bọn họ, đều là thân hình không sai biệt lắm thành niên nam tử. Chương 73 thật chưa thấy qua. Chương 73 thật chưa thấy qua. Cho các ngươi ra tới còn không ra, một hai phải làm ta động thủ nguyên nguyên vỗ vỗ chính mình tay nhỏ nhàn nhạt đe dọa hóa hình phù đều cho các ngươi dùng các ngươi hôm nay cần thiết theo ta đi bằng không ta liền đem các ngươi tất cả đều diệt khi sáu cái oán khí còn có chút mờ mịt không có lý nguyên nguyên nói chuyện ta biết các ngươi có thể nghe thấy không cần cùng ta giả ngu bọn họ phản ứng nhưng thật ra cùng tiểu len ken hoàn toàn bất đồng phi thường trấn định một chút cũng không táo bạo càng không có phát ra không khóc không cười thanh âm tới ra tấn nguyên nguyên lỗ tai thật lâu sau nguyên nguyên rốt cuộc được đến một cái đáp lại ngươi là ai tuy rằng này đó oán khí đen tuyền cơ hồ đều là một cái bộ dáng nhưng nguyên nguyên vẫn là liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới là ai nói nói nàng thanh thanh giọng cầm mấy lá bùa ở trên tay bày ra ra tới lá bùa lực lượng như ẩn như hiện hướng oán khí bước đi cho bọn hắn gây áp lực ta là có thể chế phục các ngươi người cho các ngươi hai con đường hoặc là khi ta tiểu đệ giúp ta làm việc chờ các ngươi oán khí tan đi cũng chuyển biến tốt đẹp sinh hoặc là các ngươi đã bị ta hoàn toàn thanh trừ từ đây biến mất không tồn tại trong thế còn có mặt khác lựa chọn sao đây là một cái khác oán khí lời nói nguyên nguyên đối hắn cười ngươi cũng có thể lựa chọn trước tới nguyên bộ phù chú trừ tà thể nghiệm phần ăn lại bị ta thanh trừ nàng khẩy trong tay lá bùa từ này đó oán khí trung xuyên qua đi qua làm cho bọn họ có thể gần gũi cảm nhận được chân chính diệt sạch sợ hãi các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng ta nếu tìm được các ngươi liền sẽ không mặc kệ các ngươi lấy cái này hình thái tồn lưu hậu thế đừng nhìn bọn họ hiện tại trạng thái thực ổn định không có hại người chi tâm một khi bọn họ đã chịu kích thích phát khởi cùng tới không ít người đều phải đi theo gặp nạn trung thần không thờ hai chủ nếu chúng ta đường về chỉ có diệt vong một cái vậy ngươi động thủ đi nguyên nguyên sự tình phát triển giống như có chút không đúng lắm nàng gặp qua nhiều như vậy oán khí cái nào không phải ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ lựa chọn cho nàng làm việc này vẫn là đầu một hồi có chủ động lựa chọn tiêu tán. Nàng lại nhìn về phía mặt khác mấy cái oán khí, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, các ngươi cũng là như vậy tưởng. Đúng vậy. Xem bọn họ biểu hiện như thế kiên quyết, nếu là mặt khác thời điểm, Nguyên Nguyên liền trực tiếp thỏa mãn bọn họ, nhưng là hôm nay không được. Nàng còn chờ về nhà đâu, đem bọn họ thanh trừ, nàng thượng nào lại đi tìm mặt khác quán khí đưa nàng về nhà. Bởi vì trong lòng có chấp niệm, các ngươi mới có thể bảo tồn tại đây, chẳng lẽ các ngươi chấp niệm không đáng giá nhắc tới đều không nghĩ cùng ta tranh đấu một chút xem có thể hay không chạy đi sao nguyên nguyên vòng qua này đó oán khí nàng tự xưng là tình huống như thế nào đều gặp qua thấy nàng liền chạy phấn khởi chống cự sung ngút trang lăng duy độc loại này chủ động thỉnh diệt thật chưa thấy qua mặc dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi vạn vật tương sinh tương khắc bọn họ có thể cảm giác đến nguyên nguyên chính là bọn họ khắc tinh Nguyên Nguyên đem lá bùa thu hồi tới, này đàn không có ý chí chiến đấu oán khí, đều không cần nàng lãng phí lá bùa, vừa lúc nàng tồn kho cũng không thừa nhiều ít. Nếu các ngươi phấn khởi một bát, vẫn là có thể đào tẩu. Chạy đi lại như thế nào, chẳng lẽ muốn chúng ta đi thương tổn ngươi một cái cô nương sao? Nguyên Nguyên giơ lên đuôi lông mày, cười tủng tỉm công lên đôi mắt, không nghĩ thương tổn người oán khí, đích xác tồn tại, nhưng là nếu chạm đến bọn họ chấp niệm, vô luận là ai, đều sẽ không quan tâm phát cùng nào còn có không nghĩ thương tổn người khác ý tưởng. Không cần buông tha bất luận cái gì một cái oán khí, thanh trừ hoặc tinh lọc, hai người cần thiết tắc thứ nhất. Các ngươi có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không thương tổn người sao? Nguyên Nguyên nghiêm túc dò hỏi bọn họ, biểu tình nghiêm túc. Nàng cảm thấy này đó oán khí cảm giác có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng đem sự tình đều liên hệ ở lên, này đó oán khí còn cùng trong không gian hôn mê vị nào có quan hệ. Oán khí không có chần chờ, kiên định trả lời nàng, sẽ không, chúng ta sẽ che giấu chính mình với cỏ cây bên trong chính là không nghĩ ảnh hưởng đến người khác từ bọn họ biến thành cái này hình thái bắt đầu liền trước nay không nghĩ tới đi hại người bọn họ có thể khắc chế chính mình đương nhiên này chỉ là bọn hắn ý nghĩ của chính mình nguyên nguyên cũng không nhận đồng nếu là như thế này đâu các ngươi còn sẽ không sao nguyên nguyên giơ tay bên người nàng trống rỗng xuất hiện hôn mê nhiếp minh ly trắng thuần nhỏ xinh tay bỗng nhiên véo ở nhiếp minh ly trên cổ nàng vô dụng lực nhưng là nhiếp minh ly đang nhận được bóng đè ảnh hưởng một con cao mày mồ hôi lạnh ứa ra giống như là hô hấp khó khăn giống nhau ở nhìn đến nguyên nguyên bóp nhiếp minh ly kia một khắc cường đại oán khí khuếch tán mở ra không có chút nào tạm dừng mang theo sát ý hướng nguyên nguyên xông tới bình tĩnh oán khí nháy mắt trở nên cuồng táo bọn họ liền hình người đều duy trì không được giống một trận hắc phong triều nguyên nguyên cuốn tới nguyên nguyên duỗi tay ngăn trở hình thành một đạo cái trắng lòng bàn tay là một lá bùa đem bọn họ tất cả đều che ở bên ngoài, buông nhít minh ly sau, Nguyên Nguyên lại triều bọn họ tung ra mấy lá bùa ổn định bọn họ cảm xúc. Không có hình dạng xương đen lại lại lần nữa biến thành bóng dáng hình dạng. Không thương tổn người không phải các ngươi ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy, các ngươi cho rằng có thể khống chế được chính mình, nhưng kỳ thật chỉ còn lại có bản năng, tùy thời đều có khả năng trở nên cuồng táo, các ngươi chậm chạp không muốn rời đi nguyên nhân, là bởi vì hắn đi. Nguyên Nguyên đại khái rõ ràng. Nhiếp Minh ly đêm nay ra tới, hẳn là vì tế bái bọn họ mấy cái, bởi vì không nghĩ quấy rầy bọn họ an bình, cho nên ở bị đuổi giết khi lựa chọn đường vòng đi. Trở nên bình tĩnh oán khí hiện ra tức giận. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, có chuyện gì hướng ta tới, ngươi buông ra điện hạ. Mục tiêu của ngươi là chúng ta, không cần đối điện hạ động thủ. Ngươi đối điện hạ làm cái gì? Hắn vì cái gì sẽ hôn mê? Nguyên nguyên xấu hổ, cúi đầu nhìn như cũ ở bóng đè trung không thanh tỉnh nhíp minh ly, thế nhưng có như vậy một đám liền biến thành oán khí đều còn nghĩ bảo hộ người của hắn, thật nói không hảo hắn là may mắn vẫn là bất hạnh. May mắn có như vậy một đám vì hắn suy nghĩ người, bất hạnh này nhóm người đã chết. Ta cái gì cũng không có làm. Nguyên Nguyên ngồi ở nhiếp minh ly bên cạnh, lại kiểm tra rồi một chút hắn trạng thái, vẫn là như cũ bị bóng đè khó khăn. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái, không cần ta nhiều lời hẳn là là có thể xem minh bạch, trên người hắn quấn quanh khí thực phức tạp, cái này làm cho hắn không nhiều ít năm sống đầu, mà các ngươi ở hắn bên cạnh chỉ biết hại hắn, trên người hắn lây dính oán khí, nhiều ít cũng có chịu các ngươi ảnh hưởng. lời này vừa nói ra, những cái đó oán khí đều là lui ra phía sau một khoảng cách, chỉ sợ chính mình lại ảnh hưởng đến nghiếp minh ly. nguyên nguyên, các ngươi cũng không cần thẩn trương, ta có thể cứu hắn, điều kiện là các ngươi muốn giúp ta làm việc, thẳng đến các ngươi oán khí tiêu tán. mấy cái oán khí hai mặt nhìn nhau, có chút lưỡng nan. nguyên nguyên cảm thấy hấp dẫn tiếp tục dụ hoặc, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ xem hắn biến hảo sao? Tuy rằng không biết các ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, nhưng là các ngươi không chịu rời đi, chính là vì hắn đi, chỉ có đi theo ta, mới có thể nhìn đến các ngươi muốn nhìn. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn khuất phục, bất quá đây đều là vì nhiếp minh ly. Chương 74 bắt mấy cái tráng đinh. Chương 74 bắt mấy cái tráng đinh. Đều nói trung thần không thờ hai chủ, nhưng bọn hắn cũng coi như thân tại tàu doanh tâm tại hán. Nguyên Nguyên đem bọn họ tâm tư xem thấu thấu, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào không đối vị, nàng tốt xấu cũng coi như là thu phục này đó oán khí, tình huống đặc thù, nàng cũng không rối rắm nhiều như vậy, chỉ cần không làm ra cái gì chuyện xấu, chấp vá sai sử không thành vấn đề. Ta kêu Nguyên Nguyên, các ngươi về sau cũng có thể kêu ta tiểu lục tỷ. Nguyên Nguyên lớn mật giới thiệu. Bọn họ mấy cái hơi há mồm. Trước sau đều không có động tĩnh, này thanh tiểu lục tỷ thật sự là kêu không ra khẩu A, rốt cuộc vẫn là có một cái thử dò hỏi, không bằng chúng ta xưng hô ngươi vì nguyên cô nương như thế nào. Không tốt. Nguyên Nguyên lập tức phủ quyết, này nghe tổng cảm thấy như vậy xa lạ, chẳng phải là thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng, này đàn oán khí là vì nhiếp minh ly mới vì nàng công tác. Không tốt, không tốt. Thôi, liền kêu Nguyên Đại Sư đi, rất nhiều người đều như vậy kêu, lúc này các ngươi không ý kiến đi. Nguyên Nguyên từ bọn họ trên người đảo qua. Bọn họ chuyển biến tốt liền thu, bắt đầu cùng Nguyên Nguyên giới thiệu chính mình, Nguyên Đại Sư, chúng ta là điện hạ bên người ám vệ, ta kêu lưu. Nguyên Nguyên lập tức đình chỉ, nàng nhanh chóng cấp này đó oán khí lấy tên, mặc kệ bọn họ phía trước đều gọi là gì, nàng một mực không muốn biết, chỉ cần hiện tại nàng kêu phương tiện tốt nhất. Từ trước sự đều phiên thiên, quên các ngươi tên, ta một lần nữa lấy. Nàng ngưng trọng ánh mắt từ bọn họ trên người xẹt qua, lấy cái đơn giản lại hảo nhớ tên. Ngươi tiểu kim, tiểu Một, tiểu thủy, tiểu hỏa, Tiểu thổ, nguyên nguyên từng cái chỉ vào kêu, đến cuối cùng một cái trên người ngừng lại. Cuối cùng một cái oán khí hy vọng chờ đợi chính mình tân tên, kim một thủy hỏa thổ thật là khó nghe đã chết, may mắn không hắn, ta đây đâu, ta gọi là gì? Ngươi kêu tiểu dư. Nguyên nguyên vỗ tay một cái, vui sướng gõ định rồi tên của hắn. Tiểu dư. Nghe tới giống như còn không tồi, đây là có ý tứ gì? Nguyên nguyên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, bởi vì nhiều một cái cho nên hắn là dư thừa tiểu dư thu hoạch chính mình tân tên nguyên nguyên dẫn bọn hắn đi vào trong không gian cho bọn hắn phân phối huyền linh không gian nhiệm vụ bởi vì trước kia ký ức ảnh hưởng bọn họ đối nguyên nguyên yêu cầu tuyệt đối phục tùng hơn nữa sẽ đồ vật cũng nhiều nên thu thập dược điền muốn thu thập hảo nên loại hạt giống thu thập hảo nguyên nguyên lại dặn dò bọn họ không có việc gì không cần chạy loạn không cần loạn chạm vào đồ vật lần này lao động hiệu suất hẳn là có thể trở nên tối cao Tiếp theo nàng chọn một cái thoạt nhìn chân dài nhất, cảm giác chạy nhanh nhất tiểu hỏa ra tới đương chính mình tài xế, tiểu hỏa đi theo nguyên nguyên chỉ huy nâng nguyên nguyên phiêu. Nguyên nguyên không biết nhiếp minh ly phủ đệ ở đâu, chỉ có thể trước đem nhiếp minh ly đưa về huyện nha, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, gió đêm một thổi sợ hắn cảm lạnh, lại từ bên cạnh túng mấy miếng vải cho hắn đắp lên, lúc này mới chạy về da. Đem cậu tử tẩy rửa sạch sẽ, nguyên nguyên mới mỏi mệt lên giường ngủ. Cho dù là buổi sáng tỉnh lại, nàng cũng có vẻ hữu khí vô lực, này suốt một ngày nàng cũng chưa đi ra ngoài, ở trong sân ngồi thời điểm cũng luôn là phát ngốc, cái gì đều không nghĩ làm. Nguyên mẫu không biết nàng là vì sao, còn tưởng rằng nàng là nhàm chán, tiểu hài tử chính là phải có tinh thần phấn chấn, như vậy hữu khí vô lực chính là sao lại thế này, tiểu lục, ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi ra ngoài cùng trứng việc bắt thảo, tiểu bạch, khỉ ốm, hoa hoa bọn họ mấy cái chơi a. À. Nguyên mẫu nói đều là trong thôn hài tử nhũ danh, nhớ tới kia mấy cái kêu chính mình tiểu lục tỷ hài tử, Nguyên Nguyên như củ hứng thú thiếu thiếu, bọn họ chỉ thích chơi chơi trốn tìm, quăng ngã bùng, ta không thích. Bọn họ không phải không có tới mời quá nàng, nhưng này đó tiểu hài tử trò chơi, Nguyên Nguyên thật sự không tiếp thu được, nàng nhưng thật ra cũng rất thích chơi lá cây bài, nhưng là trong thôn liền sinh hoạt đều rất khó, không ai sẽ có nhàn tâm tình chơi cái này. Liền tính là dạy cho những cái đó đông chạy tây chạy hài tử, bọn họ kỹ thuật lại chơi bất quá Nguyên Nguyên. Muốn thật sự nhàm chán, liền đi trong thị trấn đi dạo, Nhớ rõ đừng trở về quá muộn là được. Nguyên mẫu mở miệng, tiểu lục quả nhiên cùng mặt khác hài tử không giống nhau, nàng muốn ổn trọng rất nhiều. Nguyên Nguyên lập tức tới nhiệt tình, đây chính là đầu một hồi, mẫu thân chủ động đưa ra làm nàng chính mình đi trong thị trấn, mẫu thân, ta thật có thể một người đi sao? Hoa Hoa 7 tuổi là có thể đi tới đi lui thị trấn, nhà ta tiểu lục như vậy thông minh, nếu thật muốn đi trong thị trấn chơi, vậy đi thôi, người mấy cái ca ca đều ở trong thị trấn, có việc liền tìm bọn họ. Nguyên mẫu cười nhạt. Chính khúc trấn gần nhất cũng an toàn, lần trước bởi vì huyện lệnh bị ám sát nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hiện tại hung thủ cũng đã bắt được, tân huyện lệnh nhìn tuổi tác tiểu, nhưng là đặc biệt chú trọng thị trấn trật tự, hiện tại an toàn thực. Nguyên Nguyên lập tức bắt đầu ở trong lòng an bài, ta đây ngày mai liền phải đi trong thị trấn, phía trước ta tuyển hảo phòng ở, nên đi nhìn xem. Nhanh như vậy. Nguyên mẫu kinh ngạc, nếu là phòng ở sự, ngươi nhớ rõ cùng ngươi nhị ca cùng nhau, làm nhị ca cho ngươi điểm kiến nghị. Chuyện lớn như vậy, Nguyên mẫu lo lắng Nguyên Nguyên bị lừa gạt. Làm mẫu thân luôn mãi yên tâm, Nguyên Nguyên mới hừ tiểu khúc đi tới trong không gian. Tân trảo đến mấy cái tráng đinh quả nhiên so tiểu len ken tốc độ mau, chỉ một đêm công phu, bọn họ liền đem dược điền thu thập sạch sẽ, không biết có phải hay không bởi vì muốn cho Nguyên Nguyên nhanh lên cứu nhiếp minh ly duyên cớ, bọn họ liền làm việc đều phi thường có nhiệt tình. Tiểu Kim thậm chí đêm này đó đào ra thảo dược còn liệt cái danh sách, mỗi một cái loại hình thảo dược tổng cộng nhiều ít cây, thêm ở bên nhau tổng cộng có bao nhiêu rộng, tất cả đều viết phi thường rõ ràng. Nguyên Nguyên nhìn phi thường vừa lòng, trực tiếp đem hắn nhâm mệnh vì chính mình dược điền quản gia. Tới rồi buổi tối, Nguyên Nguyên lại làm tiểu hỏa mang theo chính mình đi tới tuyển định quầy hàng, lần này so lần trước đến thời gian muốn trước tiên, bởi vì phiêu quá nhanh, Nguyên Nguyên tóc đều bị thổi đến lung tung phi dương. Đi vào địa phương thời điểm, trên đường cũng không phải quạng cua ẻ không có người đi đường, ngược lại ngồi một đống lớn người chờ, có ngồi trên mặt đất, có đứng nói chuyện phím, thậm chí còn có nằm bị nâng lại đây, tất cả đều tể ở một đống. Kinh Nguyên Nguyên lập tức mặc vào chính mình nguyên bộ trang bị, ở bên cạnh một cái không chớp mắt vị trí bãi nổi lên quán. Thật kỳ quái, như thế nào một đống lớn người vây ở một chỗ đoạt chính mình quầy hàng. Nguyên Nguyên tâm tình khó chịu đem chính mình đèn lồng quải hảo, ban đêm ấm áp cản lại lần nữa bắt đầu buôn bán. Ai, bên kia cái kia có phải hay không đại sư, hẳn là đi, xem trang điểm giống A. Nguyên Nguyên mới vừa quải hảo đèn lồng, nhìn đến kia một đống người trung có người chính chỉ vào chính mình, hắn nói hấp dẫn người khác chú ý, trong nháy mắt, những cái đó đứng ngồi nằm đều đều đồng thời hướng nàng vọt tới. Một năm miệng mười nói vọt vào nàng trong đầu, nàng này một cái tiểu quán lập tức trở nên sinh ý thịnh vượng. Đại sư, ta tưởng tính tính nhà ta hài tử có thể hay không thi đậu công danh. Đại sư, ta muốn nhìn một chút ta này đơn sinh ý có thể hay không thành. Nhà ta lão nhân này chân vẫn luôn không tốt, nói là chúng ta, đại sư ngài có thể giúp giúp chúng ta sao? Ngài này có phù bán sao? Ta nghe nói ngài này phù đặt tiện nghi. Khỉ đề sức lao động tiểu đệ sáu cái. Chương 75 ai đều không thể khi dễ. Chương 75 ai đều không thể khi dễ. Đây là cái tình huống như thế nào, nguyên nguyên bị ngươi một câu hắn một câu xảo đầu đều lớn, nàng một phách cái bàn, làm mọi người im tiếng. Đồng thời chính mình tay cũng bị chấn tê dại. Các ngươi là có ý tứ gì? Nguyên Nguyên còn có chút không hiểu ra sao, lần trước tới còn quản cô ẻ không ai thăm, như thế nào hôm nay lại đột nhiên tới nhiều người như vậy. Nghe nói ngài tính chuẩn, ta là tới đoán mệnh. Ta cũng là, ta muốn biết ta khi nào mới có thể thành thân. Mọi người ríu rít nói cái không ngừng, Nguyên. Nguyên nghe xong nửa ngày mới nghe hiểu, nguyên lai like là phía trước xem qua tương những người đó, trong lúc vô ý giúp đỡ nàng Tuyên Dương một chút, trải qua như vậy mấy ngày lên men biết nàng người cũng liền nhiều lên. Những người này tới ngồi sổn nàng vài thiên, liền muốn biết nàng tính có phải hay không thật chuẩn, cũng không có việc gì đều tới thấu cái náo nhiệt, tuy rằng có nhiều người như vậy ở, nhưng là nguyên nguyên quy cũ không thể phá. Ta một ngày chỉ xem 10 người, các ngươi chính mình quyết định đi, những người khác có thể chờ ngày mai. Nói vừa xong, đám kia người lại bắt đầu sao động lên. Ta trước tới. Ta trước tính. Ngươi nơi nào nhảy ra tới, rõ ràng là ta trước tới ngươi mặt sau bài đi. Mọi người ngươi đẩy ta xô đẩy, loạn thành một nồi cháo, Nguyên Nguyên thật sự nhìn không được, lúc này mới đem một cái ống thẻ loãng xoảng một tiếng chụp ở trên bàn. Nơi này có 10 cái duyên thêm, triều trung người chính là đêm nay người có duyên. Trúc thăm quyết định, công bằng công chính, triều đến người nóng lòng muốn thử, không triều đến nhân tâm trung có chút không cam lòng, nhưng còn không muốn rời đi, muốn nhìn một chút người khác linh không linh. Ta trước nói hảo, một người một cái giới, có quý có tiện nghi, các ngươi nếu làm ta hỗ trợ, cũng đừng tiến oán than dậy đất. Nguyên Nguyên trước tiên cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Người nhiều tới, thị phi cũng liền nhiều, nàng nếu không đề cập tới trước nói tốt, không chừng liền có người tới tìm tra. Vì sao? Người này còn có thể xem người thu phí sao? Cái kia tưởng mua lá bùa người cái thứ nhất không muốn, hắn chính là đồ tiện nghi mới đến, ai biết nàng nói một người một cái giới, kia ai biết chính mình giới cao vẫn là giới thấp giấu ở áo choàng hạ nguyên nguyên từ từ mở miệng các ngươi sở cầu việc có khó có dễ giá cả tự nhiên bất đồng vậy ngươi nếu là đầy trời chào giá hố chúng ta làm sao bây giờ hắn có chút không phục trong tay duyên thiêm bị gắt gao nhéo một trận gió lạnh thổi qua hắn đánh cái rùng mình trong tay kia gắt gao nắm duyên thiêm thế nhưng bay đến nguyên nguyên trong tay ngươi nếu không tin ta vậy đừng tới nàng người này nhất giảng thành tính hoài nghi nàng chính là ở nàng vùng cấm loạn nhảy này vừa ra Duyên Thiêm bay đi tiết mục, kỳ thật là tiểu cây đút Duyên Thiêm từ trong tay hắn rút ra cho Nguyên Nguyên, nhưng ở người khác xem ra, đây là cách không lấy vật, từng cái đều từ nội tâm bắt đầu kính sợ Nguyên Nguyên. Ngay cả vừa rồi không phục nam tử cũng bắt đầu thành thành thật thật đem Thiêm lấy về đi, bảo bối dường như chột trong tay. Bị như vậy một hù, đêm nay sinh ý kết thúc phi thường mau, cái này làm cho Nguyên Nguyên bắt đầu ở trong lòng cân nhắc, có phải hay không về sau muốn thường thường hù người khác hai hạ. Ý niệm mới vừa khởi, nàng liền vẫy vẫy đầu vứt bỏ, thành tâm người không làm hù người sự, nàng có thật bản lĩnh, không sợ người khác không tin. Nguyên mẫu tự mình đưa Nguyên Nguyên lên ngựa ra xe, đây cũng là bởi vì đầu một hồi duyên cớ, lại có lần tới, Nguyên Nguyên khẳng định không cho mẫu thân lại đưa. Nàng tới rồi trong thị trấn, lập tức liền dùng chính mình kiếm tới bạc mua một ít ăn ngon quả khô, lại mang theo một ít văn phòng phẩm cấp tìm lưu thư viện các ca ca đưa đi. Thi hương sắp tới, Nguyên Bách Thiện ở gia tăng ôn tập, Nguyên Nguyên đi nhìn hắn một chút, cho hắn để lại một chút ăn vặt cùng văn phòng phẩm lại đem bình an khấu tự mình mang ở trên cổ hắn cùng hắn cùng thất lý công tử hôm nay nhưng thật ra không ở nguyên nguyên cùng hắn tự một hồi liền lại đi tìm tứ ca ngủ ca bọn họ cùng nguyên bách thiện trụ xa chính là học đồ vật đều không lớn giống nhau nguyên cùng năm cùng nguyên cùng nguyệt loại này mới vào viện học đều là đơn giản đồ vật bọn họ cũng dần dần thích ứng thư viện sinh hoạt chỉ là nguyên nguyên ở nhìn đến nguyên cùng nguyệt thời điểm trên mặt hắn thế nhưng còn tím một khối ngũ ca ngươi đây là như thế nào làm cho như thế nào thành cái đại mặt mèo nguyên nguyên mặt đều nhăn ở cùng nhau lúc này mới tới bao lâu như thế nào liền đánh nhau may mắn không phá tướng nguyên cùng nguyệt ngẫm lại liền tới khí hắn một phen loát khởi nguyên cùng năm gục xuống dưới tay áo ta này còn tính tốt chính là ăn hai quyền ngươi xem hắn trên tay nguyên cùng năm sau này trốn nắm chặt nắm tay không chịu mở ra không có việc gì đừng náo loạn nguyên nguyên hồ nghi nhìn bọn họ hai người Đi đến Nguyên Cùng Năm bên cạnh đè lại hắn tay, "Tứ Ca, sao lại thế này, ngươi cho ta xem." Nguyên Cùng Năm chỉ có thể không tình nguyện mở ra bàn tay, lộ ra bàn tay thượng rậm rạp thật nhỏ vết thương. "Còn nói không có việc gì, nếu không phải ta đi tìm ngươi, ngươi này tay có phải hay không đều phải phế đi." Nguyên Cùng Nguyệt tức giận phi thường, mấy ngày nay hắn nghẹn một bụng khí. Một bên mang theo một bụng khí cấp Nguyên Cùng Năm thượng dược, một bên muốn gạt Tam Ca, hôm nay thật sự là không nín được nguyên cùng năm phản bác nào có khoa trương như vậy quá mấy ngày thì tốt rồi còn quá mấy ngày thì tốt rồi ngươi không nghe bọn hắn nói như thế nào chờ ngươi đã khỏe lại trát ngươi một hồi cái loại này người có thể quán sao nguyên cùng nguyệt khí a nguyên cùng năm ngày thường cũng không phải dễ khi dễ người trong thôn hài tử cái nào không sợ bọn họ nhưng là tới trong thư viện hắn liền nơi chốn dặn dò nguyên cùng nguyệt thư viện không thể so trong thôn không cần cấp tam ca chọc phiền toái nguyên nguyên có chút đau lòng tiểu tâm vuốt ve những cái đó miệng vết thương. Tứ ca, miệng vết thương thượng dược sao? Thượng dược, đều là tiểu thương, cũng không ảnh hưởng viết chữ. Nguyên cùng năm trong lòng mềm nhũng, có muội muội quan tâm, nơi nào còn có cái gì đâu. Nguyên cùng Nguyệt không thể lý giải, hắn có chút kích động chỉ chỉ chính mình trên mặt thương, này còn nhỏ thương. Ta này trên mặt thương cũng không nhắc lại, ngươi kia tay chính là bị ấn ở bụi gai tùng, phế đi ngươi tay, ngươi còn có thể trưởng muỗng sao. Nguyên cùng năm mặt, Nguyên Nguyên trong lòng cả kinh. Ngũ ca, đây là ai làm? Tam ca biết không? Nguyên Nguyên buông Nguyên cùng năm tay, Nguyên cùng năm không chịu nói, vậy trực tiếp hỏi hướng Nguyên cùng Nguyệt. Nhắc tới Nguyên Bách Thiện, Nguyên cùng Nguyệt mới xem như bình tĩnh lại, Tam ca không biết, chúng ta không nói cho Tam ca, lục muội muội, ngươi cũng đừng cùng ca ca cùng mẫu thân nói, ta tới giải quyết là được. Nói hắn liền phải đứng dậy, Nguyên cùng năm lập tức đứng lên ngăn lại, ngươi tới giải quyết ngươi như thế nào giải quyết, đem hắn tấu một đốn sao, hắn tỷ phu chính là huyện thừa, năm nay thi hương giám khảo rất có khả năng chính là hắn tỷ phu, nếu là hắn từ giữa làm khó dễ, kia tam ca. Hắn chưa nói đi xuống. Nguyên cùng Nguyệt nắm chặt nắm tay, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cái gì tỷ phu, hắn tỷ bất quá là kia huyện thừa thứ năm phòng tiểu thiếp, hắn còn đắc ý lợi hại, mỗi ngày treo ở ngoài miệng. Nguyên Nguyên lôi kéo hai vị ca ca làm cho bọn họ đều ngồi xuống, huyện thừa cũng chính là nhiếp minh ly phó quan, nàng thần sắc hơi ám, đem chuyện này ghi tạc chính mình trong lòng tiểu sách vỡ thượng, tứ ca ngũ ca ai đều không thể khi dễ. Chương 76 chỉnh người Chương 76 chỉnh người Trấn An hạ hai vị ca ca cảm xúc, Nguyên Nguyên cũng từ bọn họ trong miệng đã biết sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối. Bởi vì trước kia chính khúc trấn khảo thí không khí không tốt, tìm lưu thư viện đã sớm hình thành hai loại tình huống, một loại là chân chính tới học tập người đọc sách, một loại khác chính là không học vấn không nghề nghiệp con nhà giàu. Con nhà giàu là tiến vào thư viện hỗn chơi, ỷ vào trong nhà thế lực, chỉ biết ở trong thư viện kéo bè kéo cánh khi dễ người, một cái sau một cái ăn chơi trác tán. Này đàn tiểu đoàn thể cầm đầu người, chính là tự xưng huyện thừa là hắn tỷ phu tôn thiên thành, hắn không thích đọc sách, liền nghĩ bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Nguyên cùng Năm cùng Nguyên cùng Nguyệt vừa tới thư viện, đã bị Tôn Thiên Thành mời gia nhập đoàn thể, bởi vì hai người bọn họ vóc dáng cao, hoặc nhìn lại có sức lực, chính là hai cái hảo tay đấm nhưng là loại này phân ban phái khi dễ người sự bọn họ nhưng hai kinh thường với gia nhập mời chào bất quá tới tôn thiên thành mặt mũi không nhịn được kia hai người bọn họ cũng chỉ có thể thành bị khi dễ đối tượng tuy rằng bọn họ hai cái lớn lên giống người bình thường phân biệt không ra nhưng là hai người cả người khí chất hoàn toàn bất đồng chỉ cần cùng bọn họ hai nói đồng dạng một câu là có thể nhìn ra tới ai là ai nguyên cùng năm sẽ hòa hòa khí khí đáp lời nguyên cùng miệt trực tiếp tức giận dỗi người hai so sánh bọn họ đương nhiên trước tuyển thoạt nhìn dễ khi dễ nguyên cùng năm xuống tay. Cho nên Tôn Thiên Thành tại hạ khóa thời điểm, trực tiếp đem bọn họ hai cái cấp phân biệt chi khai, đơn độc đổ nguyên cùng năm đến trong viện khi dễ. Tôn Thiên Thành làm nguyên cùng năm hỗ trợ đi trích bụi gai tùng hoa, kết quả ở nguyên cùng năm trích hoa thời điểm, hắn khiến cho người nắm hắn tay, hung hăng ấn ở bụi gai tùng, đem hắn tay rắc cái huyết nhục mơ hồ. Nguyên cùng Nguyệt phát hiện sự tình không đúng, liền chạy tới, nhìn đến bọn họ lấy nhiều khi ít, không hề nghĩ ngợi liền cùng bọn họ đánh lên, nhưng hắn một người, như thế nào cũng đánh không lại nhiều người như vậy, trên người ăn không ít, nặng nhất một quyền vẫn là đánh vào trên mặt. Cuối cùng bởi vì Tôn Thiên Thành bên kia trong chừng người ta nói phu tử tới, bọn họ mới có thể chạy thoát một kiếp, vì tránh cho việc này làm tam ca phiền lòng, hai người bọn họ đều lựa chọn giấu giếm chưa nói. Tứ ca ngũ ca, các ngươi an tâm dưỡng thương, hắn người như vậy, sẽ không khoe khoang bao lâu. Nguyên Nguyên trong lòng phẫn hận, Tứ ca ngũ ca có điều cố kỵ báo không được thù, như vậy liền từ nàng tới, tất nhiên không thể làm người khi dễ đến trên đầu. Chờ quay đầu lại nàng hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này tôn thiên thành buổi tối ngủ ở chỗ nào, bảo đảm làm hắn vượt qua một cái vô cùng khắc sâu ban đêm. Ta biết hắn sẽ không vẫn luôn như vậy đắc ý, ta cũng liền phát cầu nhau, lục muội muội ngươi không cần vì thế sự phiền lòng, coi như chưa từng nghe qua việc này. Đúng rồi, lục muội muội là chính mình tới sao? Đợi lát nữa còn muốn đi nào? Nguyên cùng Nguyệt xua xua tay, đem này sốt ruột sự ném tại sau đầu. Chờ Tam Ca thi hương qua, bọn họ phỏng chừng liền phải đi theo Tam Ca rời đi tìm lưu thư viện, khi đó hai người bọn họ cùng Tôn Thiên Thành chính là quan tám sao cũng không tới quan hệ, hiện tại ủy khuất liền ủy khuất đi, đại trưởng phu co được giảng được, điểm này việc nhỏ không tính cái gì. Ta chính mình tới, lập tức còn muốn đi tìm nhị ca cùng đi xem tòa nhà, ta đã ở chính khúc trấn tuyển hảo tòa nhà, chờ dọn đến trong thị trấn, về sau nhà chúng ta người gặp mặt liền phương tiện, có rảnh còn có thể đi Thái Châu Phủ chơi. Nguyên Nguyên vui tươi hớn hở cùng Nguyên cùng năm Nguyên, Nguyên cùng Nguyệt miêu tả về sau sinh hoạt, cuối cùng đem chính mình chuẩn bị bình an khấu đem ra đưa cho ca ca, tính toán rời đi. Nguyên Nguyên đi thời điểm, Nguyên cùng năm Nguyên cùng Nguyệt còn muốn đi theo đưa nàng, Nguyên Nguyên đem hai người bọn họ ngăn ở cửa, này lại thương tay lại thương mặt, cũng không biết có hay không cái gì ám thương, vẫn là hảo hảo tu dưỡng, cũng đừng loạn lăn lộn. Nguyên cùng năm Nguyên, Nguyên cùng Nguyệt sợ chọc Nguyên Nguyên sinh khí, phi thường nghe lời không đi ra ngoài, nhìn theo Nguyên Nguyên rời đi chính mình ký túc xá. Đi rồi không bao xa, Nguyên Nguyên liền bắt đầu may mắn chính mình may không làm ca ca tới đưa, bằng không hiện tại trường hợp này, khẳng định lại muốn đánh lên tới. Thiên Thành Huynh, này tiểu nha đầu chính là tới tìm Nguyên gia kia hai tiểu tử, hình như là hai người bọn họ bảo bối muội muội còn chưa đi đâu. Nguyên Nguyên bị bảy tám cá nhân lấp kín, khi dễ Nguyên cùng năm Nguyên cùng Nguyệt này nhóm người, hẳn là lập tức đều tới, kia cũng tỉnh nàng lại từng cái đi tìm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chuẩn trung gian cái kia đầu đội đai ngọc ăn chơi rác tán công tử, là tôn thiên thành không chạy. Thật đúng là đừng nói, này hai tiểu tử muội muội lớn lên thật thủy linh, cách không được mỗi ngày nghe bọn hắn ở kia nói lục muội muội lục muội muội nghe ta lỗ tai đều khởi cái kén. Tôn thiên thành không có hảo ý nhìn nguyên nguyên. Hắn học buồn nôn ngữ khí nói, lục muội muội muốn hay không đi ca ca ta nơi đó ngồi ngồi. Nguyên Nguyên trừng hắn một cái, lời đến phản ứng hắn. Khẽ hừ một tiếng, làm tiểu dư từ trong không gian ra tới, hắn thoạt nhìn lời nói nhiều nhất, hẳn là cũng là nhất có thể chỉnh sự kia một cái, nhớ kỹ bọn họ mấy cái mặt, buổi tối hảo hảo chỉnh bọn họ. Tiểu dư từ bọn họ bên người xẹt qua, mỗi người mặt đều nhớ rõ ràng, hắn hướng nguyên nguyên xin chỉ thị, chỉ cần chỉnh bất tử, liền hướng chết chỉnh. Ân. Ừ. Nguyên nguyên gật đầu, tiểu dư khẳng định có nắm chắc, hắn phía trước liền sẽ không thương tổn người, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không công thiên thành còn ở kỳ quái nguyên nguyên ở lầm bầm lầu bầu nói cái gì liền thấy nàng lộ ra một cái cười nháy mắt biến mất ở tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh mọi người kinh hãi đây là tình huống như thế nào công thiên thành xoa xoa đôi mắt người đâu như thế nào đột nhiên liền không có không biết vừa mới còn ở đâu này sẽ không ban ngày ban mặt đụng vào không sạch sẽ đồ vật đi nào có người sẽ nháy mắt liền không thấy trừ phi nàng không phải phi 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 này ban ngày ban mặt nói cái gì đâu đi nhanh đi thiên thành huynh vừa mới ta còn cảm thấy âm phong từng trận nơi này có thể là thật đen đuổi bọn họ càng nghĩ càng đáng sợ ngay cả nguyên nguyên cuối cùng lộ ra cười đều trở nên quỷ dị lên vốn là nghĩ tới tới tiếp tục tìm tra cuối cùng vẫn là chạy nhanh đều tan nguyên nguyên quay đầu lại xem người cũng chưa ảnh vỗ vỗ mang theo nàng đi tiểu dư làm hắn ngừng lại 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 lần nữa công đạo một lần tốt nhất là ở trong mộng làm cho bọn họ chịu khổ chờ bọn họ tỉnh liền thu liễm một chút, đừng bị phát hiện, làm tốt tới tìm ta hội báo. Cuối cùng, Nguyên Nguyên lại cảnh kỳ một câu, tiểu dư, ngươi nhưng đừng nghĩ nhân cơ hội này chạy, ngươi nếu là chạy thoát, ta khẳng định có thể tìm được ngươi. Lời này làm tiểu dư không vui, Nguyên Đại Sư, này ngươi yên tâm, chúng ta đều là điện hạ chân thành ám vệ, đến với điện hạ anh minh thần võ lãnh đạo cùng dốc lòng tài bồi, chúng ta ám vệ từ trước đến nay đều là nói chuyện giữ lời, càng sẽ không đương đào binh. Nguyên Nguyên vô ngữ trừng hắn một cái, thật là tới rồi lúc này, hắn đều không quên khen một miệng nhiếp minh ly. Lộng xong rồi đêm nay chính mình trở về tìm ta, nếu ta không hài lòng, ngày mai còn muốn tiếp tục. Tuân mệnh. Tiểu còn lại ý thức đáp ứng, này một cái chớp mắt, hắn thế nhưng quên mất chính mình chỉ biết đối nhiếp minh ly nói tuân mệnh. Phân phó xong lúc sau, Nguyên Nguyên điều chỉnh một chút tâm tình của mình, mang theo tươi cười đi tìm nhị ca, nhị ca nhảy bén, thư viện sự đừng bị hắn nhìn ra tới manh mối. Chương 77 nói sinh ý. Chương 77 nói sinh ý. Hôm nay là Nguyên Thiên Tùng làm công nhật tử, nhìn đến Nguyên Nguyên đại thật xa một người liền tới rồi, hắn trong lòng cao hứng, vẫn là lâm thời xin nghỉ, may mắn trong tiệm không có gì đại sự, hắn cũng có thể bước ra ra tới. Ta nói hôm nay rời giường như thế nào có chỉ hỷ thước ở ta bên cạnh ríu rít kêu, nguyên lai like là nói cho ta tiểu lục muốn tới tìm ta, không chờ cấp đi. Nguyên Thiên Tùng nhanh chóng thu thập một chút. Hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa rửa mặt rửa tay mới ra tới thấy nguyên nguyên bằng không một thân tất cả đều là vụn gỗ đừng đem nguyên nguyên tiểu váy cấp cọ ô uế nguyên nguyên hờn dỗi nhị ca lại đậu ta khi hỉ thước nơi nào là kêu ta nghe thấy hỉ thước kêu rõ ràng là ngươi muốn gặp được rất tốt sự nàng thấy nguyên thiên tùng đem chính mình đưa bình an mặt trang sức đã mang lên cảm thấy mỹ mãn cái này mấy cái ca ca đều có đồ vật hộ thân nàng trong lòng cũng kiên định một chút nguyên thiên tùng sang sảng cười to nơi nào là đậu ngươi, tiểu lục đều tới xem ta, còn có thể có so này càng tốt sự tình không thành. Đương nhiên là có lạp, nhị ca mang theo đồ vật không có. Nguyên Nguyên cười hì hì nhìn Nguyên Thiên Tùng, vội vàng chứng thực, hôm nay liền phải mang nhị ca đi làm chính thức sinh ý. Nguyên Thiên Tùng vỗ vỗ chính mình trong tay vali ly sách tay, tiểu lục làm ta lấy ta sao có thể không lấy, đều tại đây, một cái kiểu dáng mang theo một loại, nhiều mang không được, tiểu lục muốn mấy thứ này làm cái gì. Hắn vali sách tay là tự chế, Nghề một cửa hàng liền mấy thứ này nhiều, không có gì trang trí, nhưng là phi thường thực dụng, bên trong là Nguyên Nguyên làm hắn trang một ít bệnh tiểu vật, còn có tinh mỹ tiểu bố bao, đều là nguyên mẫu cùng nguyên nãi thân thủ làm. Đi làm buôn bán. Nguyên Nguyên cả người tràn ngập nhiệt tình, lôi kéo nhị ca tay áo đi. Nguyên Thiên Tùng trong lòng bay qua vô số dấu chấm hỏi, cho rằng Nguyên Nguyên đây là muốn đi bày quán bán đồ vật, chỉ là bày quán điểm này đồ vật còn không đủ, hắn uyển chuyển ám chỉ Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên chỉ là đầu cũng sẽ không lãnh hắn đi bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ Nguyên Nguyên mang chính mình đi. Chờ tới rồi địa phương, Nguyên Thiên Tùng mới biết được Nguyên Nguyên nói làm buôn bán, đó là thật sự làm buôn bán, căn bản không phải chính mình tưởng bãi tiểu quán, rốt cuộc vẫn là chính mình cách cục nhỏ, không hướng lớn mật tưởng. Vương Khải Hàng chân trước vừa đến trong tiệm cùng trưởng quầy trò chuyện hai câu, Nguyên Nguyên sau lưng liền vào cửa hàng, lại sớm một hồi đều phải phát cái không. Tiểu Nguyên Nguyên, như vậy xảo, tưởng mua quần áo vương khải hàn cười ha hả tự mình tiếp đãi trên đời liền không có trùng hợp như vậy sự nguyên nguyên đã sớm nhìn đến vương khải hàn không ở trong cửa hàng nàng tổng không thể đến không một chuyến cho nên ở một bên trà quán ngồi hồi lâu chờ vương khải hàn xe ngựa tới vương công tử vị này chính là ta nhị ca hôm nay tới không phải tưởng mua quần áo là có mặt khác sự muốn thương lượng vương công tử nhưng phương tiện đổi trái địa phương liêu sao liền ở bên cạnh tiệm cơm không xa nguyên nguyên giới thiệu hai người nhận thức song song chào hỏi lẫn nhau nói tên họ lần trước từ biệt lúc sau nguyên nguyên đây là lần đầu tiên tới tìm vương khải hàn luận một cái nhân tình vương khải hàn như thế nào cũng không nên cự tuyệt hắn xem như đáp ứng rồi công đạo một chút trưởng quầy liền cùng nguyên nguyên dịch bước đi quán trà nhìn thấy vương khải hàn phía trước nguyên nguyên ở trà quán thượng mới cùng nguyên thiên tùng nói chính mình ý tứ làm nhị ca trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý nàng tưởng cùng vương khải hàn hợp tác đem nguyên mẫu cùng nguyên nãi làm gì đó trực tiếp treo ở bọn họ cửa hàng bán ra. Nguyên Thiên Tùng nghe được lúc sau thực khiếp sợ, quá đột nhiên, hắn cái gì cũng chưa trước tiên chuẩn bị, bất quá hắn đầu óc chuyển mau, ở Nguyên Nguyên sau khi nói qua, hắn trong đầu liền bắt đầu tưởng bất đồng phương thức, nên như thế nào đi theo Vương Khải Hàng giao thiệp. Đưa ra ở tiệm cơm thương lượng, vẫn là Nguyên Thiên Tùng chủ ý, cốt xấu là làm buôn bán, thành ý muốn đủ, tổng không thể tùy tiện tìm một chỗ liền thương lượng loại này xin ý sự, Vương Khải Hàng trên mặt không nói trong lòng chỉ sợ có khúc mắt. Hắn tuy ở thương nhân giới không có gì danh khí, nhưng cũng biết nên làm như thế nào, này cọc sinh ý muốn trở thành hai bên đều có thể thu lợi sự, không thể biến thành bọn họ bạch dùng bố hành địa, chiếm vương khải hàng tên tuổi. Nguyên Nguyên thấy nhị ca hơi thở trầm ổn, liền biết hắn hẳn là nghĩ kỹ rồi đối sách. Bên cạnh tiệm cơm tuy rằng quy mô không bằng tiêu hạt lâu, nhưng là thái sắc cũng không tồi, nhìn xem những cái đó phong phú thái sắc, này một bàn đồ ăn chỉ sợ muốn một lượng bạc tử, chỉ ba người ăn, là thật xa xỉ. Các ngươi liêu, ta liền ăn trước a. À. Nguyên Nguyên cười hì hì trước báo bị một tiếng, kia tham ăn bộ dáng còn có chút thảo hỉ. Nguyên Thiên Tùng tự nhiên không thèm để ý Nguyên Nguyên khai ăn, Vương Khải Hàn cũng không quá để ý. Nguyên Nguyên cảm thấy đây là nhị ca sân nhà, cho nên nàng giống nhau không đáp lời, chỉ là rộng mở dùng bữa, bất quá động tác là nhai kỹ nuốt chậm phi thường văn nhã, một chút đều không thất lễ, cứ như vậy nhìn bọn họ hai cái người làm ăn giao lưu. Nói đến sinh ý, hai người đều không khéo thực mỗi một cái nho nhỏ chi tiết đều không cho phép có sai lầm vương khải hàn ngay từ đầu còn cảm thấy nguyên thiên tùng không có gì càng là giao lưu liền càng phát hiện nguyên thiên tùng thật là cùng hắn cái này thương nhân trung cáo già không hề thua kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém cũng may hắn thật thành không tồn ý xấu giao lưu lên không mệt cũng không khí nguyên thiên tùng không chỉ có đem vương khải hàn mỗi một vấn đề đều cẩn thận trả lời đi lên còn đem sự tình an bài phi thường có trật tự Vương Khải Hàn là một chút bất mãn địa phương đều tìm không thấy, căn bản không có lý do cự tuyệt. Vương Công Tử có thể trước nhìn xem, này đó kiểu dáng đều là phí một phen tâm tư thiết kế. Nguyên Thiên Tùng đem hộp mở ra, Nguyên Nguyên làm hắn mang theo đồ vật mục đích liền tại đây. Vương Khải Hàn cầm tiểu bố bao lật xem, trong tầm tay còn có mấy cái cọng lúa mạch làm vật nhỏ. Bố bao còn hảo thuyết, mặt trên lộng một ít tu hoặc là màu tuyến làm tiểu hoa, nhìn liền mỹ quan, nhưng là cộng lúa mạch làm vật nhỏ ở bố hành cũng không tốt bán ra nguyên thiên tùng trực tiếp đem mấy thứ này trở thành bố bao thượng tiểu đồ vật cùng nhau bán liền tính là mua bao tặng kèm tiểu quà tặng nói không dễ nghe điểm chính là buộc chặt tiêu thụ nếu là thích liền lưu trữ tất chứa không thích liền đặt tới một bên đi này đó hình thức nhưng thật ra không tồi trên thị trường không thường thấy rất ít có người tại đây loại bọc nhỏ thượng hạ công phu bất quá nguyện ý mua này đó bọc nhỏ đối tượng hẳn là đều là nữ tử đối với những cái đó quý giá tiểu thư tới nói, chính là vải dệt kém một chút. Vương Khải Hàng sờ sờ bố xúc cảm, bình thường vải thô làm, tuy rằng là thoạt nhìn không tồi, nhưng những cái đó đại gia tiểu thư sợ là chướng mắt. Vải dệt không là vấn đề, vương công tử chính là khai bố hành, này vải dệt sự vẫn là vương công tử hiểu biết, có thể được vương công tử chỉ điểm một vài, kia này còn sầu không có hảo vải dệt sao. Nguyên Thiên Tùng nói biển chuyển. Vương Khải Hàng là nhân tinh, sao lại không biết hắn ý tứ, cười uống lên khẩu rượu, cũng cấp Nguyên Thiên Tùng thêm một ly, Nguyên Nhị Lan cùng ta nói chuyện liền không cần chuyển biến, nếu phải làm này sinh ý, ta còn có thể cho các ngươi mua mặt khác gia bố không thành, này bố ta tới cung cấp, chẳng qua. Đương nhiên sẽ không làm vương công tử có hại, ta sẽ ở ban đầu lợi nhuận cơ sở thượng lại nhường ra một thành. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái, Nguyên Thiên Tùng lập tức tiếp thượng. Chương 78 hạng lượng Chương 78 hạng lượng Nguyên Thiên Tùng nói, Vương Khải Hàng không có bất luận cái gì ý kiến, Nguyên Nguyên ăn xong rồi trong chén đồ ăn, bắt tay cùng say lau cái sạch sẽ, cẩn thận cầm chính mình trên người bọc nhỏ đi cấp Vương Khải Hàng xem. Đây là mẫu thân dùng làm quần áo dư lưu làm, đều là Vương Công Tử phía trước đưa tới hảo nguyên liệu, Vương Công Tử nhìn xem, này đó thích hợp bán cho những cái đó nhà giàu tiểu thư không? Nguyên Nguyên thậm chí đem bọc nhỏ mở ra cho hắn xem. Bên trong tầng tầng lớp lớp có thể phóng rất nhiều đồ vật, Nguyên Nguyên liền thả chính mình tiểu túi tiền cùng một cái khăn tay nhỏ, còn mang theo mấy lá bùa. Cái túi sách này mẫu thân làm hồi lâu, bên trong dùng không ít bố, châm kim chỉ tuyến phong ở bên. Nhau, hôm nay mới vừa cấp nguyên nguyên mang lên, hoặc nhìn phi thường dùng bền. Cái này bao nhưng thật ra cùng vừa rồi những cái đó bất đồng, xúc cảm mượt mà, còn rắn chắc. Vương Khải Hàng ánh mắt sáng lên, nếu đều là cái dạng này chất lượng, như vậy bán đi hoàn toàn không bất luận vấn đề gì. Vương Công Tử nếu là cảm thấy có thể tiêu thụ, chúng ta hôm nay liền có thể ký kết khế ước thí đẩy một tháng sau, nhìn xem doanh số cùng thị trường được không nói lại tiếp tục về sau hợp tác. Nguyên Thiên Tùng trên mặt vẫn như cũ trấn định, trong lòng sớm đã bắt đầu nhảy nhót. Có như vậy một cái ổn định tiêu thụ chiêu số, kia thật sự là quá tốt. Vương Khải Hàng liên tiếp gật đầu, song thắng sự cớ sao mà không làm đâu, gõ định rồi tương quan công việc, liền dư lại này bố bao nên như thế nào định giá, phương diện này Vương Khải Hàng có kinh nghiệm, Nguyên Thiên Tùng khiêm tốn thỉnh giáo, nghe một chút hắn ý kiến. Ta cảm thấy tiểu nguyên nguyên trên người loại này bố bao, có thể giá trị 800 văn, ta phỏng chừng đại bộ phận khách hàng đều có thể tiếp thu, nguyên nhị lan trước lấy ra tới loại này bao, đổi một loại vải dệt, cũng có thể bán ra 300 văn giá, danh số hẳn là thực quản. Vương Khải Hàng nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn báo giá cả sau Nguyên Thiên Tùng này thường bán nhiều quá nhiều. Nguyên Thiên Tùng chỉ bán 100 văn tiền, liền này bởi vì bày quán duyên cớ, cũng không nhất định có thể mua đi ra ngoài bởi vì hắn đối mặt khách hàng cũng không ham thích với mấy thứ này một trăm văn đã tính trong nhà không nhỏ chi ra tám trăm văn hẳn là nguyên thiên tùng cảm thấy không tồi nguyên nguyên ra tiếng đánh gãy không được nguyên thiên tùng nghi hoặc nhìn về phía nguyên 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 không hài lòng đó chính là có cái khác ý tưởng hắn chờ nguyên nguyên bên dưới tiểu nguyên nguyên ngươi có ý kiến gì vương khải hàn có chút ngoài ý muốn đừng nhìn nàng không trên một tiếng nàng nhị ca đều như vậy khôn khéo nàng cũng không phải cái bổn, chủ ý nhiều lắm đâu. Nguyên Nguyên lắc đầu, loại này bình thường bao bao 300 văn tạm được, nhưng là ta trên người bối cái này, 800 văn quá ít. Quá ít. Thiếu. Nguyên Thiên Tùng cùng Vương Khải Hàng đều là nhịn không được ra tiếng, nhìn không ra tới, Nguyên Nguyên người nho nhỏ, ăn uống còn rất đại, 800 văn giá, trừ bỏ phí tổn, như thế nào cũng có thể tịnh kiếm cái 500 văn, này còn chê ít. Nguyên Nguyên có chính mình tư tâm, tiểu bố bao là chính mình mẫu thân thân thủ làm cái loại này đơn giản nàng mặc kệ mặt khác phụ nhân cũng có thể làm nhưng là trên người nàng bối cái này chỉ có mẫu thân có thể làm nếu là bán nhiều mẫu thân liền sẽ càng mệt nàng không nghĩ mẫu thân như vậy mệt vì kiếm kia mấy trăm văn kết quả liền đem thân mình phá đổ kia còn không đáng giá loại này bao bao chế tác tốn thời gian lại cố sức còn chỉ có ta mẫu thân có thể làm vô pháp làm được đại quy mô chế tác cho nên cũng không cần nó doanh số thực quản ta muốn cho loại này bao trở thành cực kỳ thưa thất tồn tại, ít giá cao là điểm thứ nhất, trừ bỏ ít giá cao, còn muốn cho người khác có tiền đều mua không được, muốn hạn lượng bán ra. Vương Khải hàng đầu một hồi nghe thế loại cách nói, có chút mới lạ, tiểu nguyên nguyên tưởng ít giá nhiều ít. Ta ở vương công tử cửa hàng nhìn một vòng, quý nhất quần áo giá trị 50 lượng bạc, kia cái này bao, như thế nào cũng muốn giá trị cái 30 lượng. Nguyên Nguyên thông thả ung dung nói. Nguyên Thiên Tùng kinh ngạc một câu đều nói không nên lời, hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nguyên nguyên, 30 lượng đều có thể nói như vậy bình tĩnh. Vương Khải Hàng trực tiếp bị rượu cấp sạch thẳng ho khang, hắn bật cười, tiểu nguyên nguyên, người khác đến làm một bộ đồ trang sức, nạm vàng mang bạc mới giá trị 30 lượng, người này bao bao tâm ý tuy hảo, nhưng vô kim vô bạc, ta sợ khách nhân không mua đơn. Nhị ca cảm thấy mẫu thân làm bao bao như thế nào, có đáng giá hay không 30 lượng. Nguyên nguyên này vẫn là bảo thủ giảm giá cả. Đã là mẫu thân làm, ở lòng ta chính là vật báo vô giá." Nguyên Thiên Tùng theo Nguyên Nguyên nói giảng. Vương Khải Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là cảm thấy 30 lượng tuyệt đối bán không ra đi, bất quá này đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc hắn chỉ cung cấp một cái nơi sân hơn nửa một ít vải dệt, lỗ vốn cũng chỉ có thể mệt đến Nguyên Thiên Tùng trên đầu. "Tiểu Nguyên Nguyên, ta chính là trước tiên cùng ngươi nhắc nhở hiểu rõ, đến lúc đó bán không ra đi thời điểm, ngươi nhưng đừng thương tâm khóc nhè." Nguyên Nguyên chọn một chút mi kia vương công tử cần phải thất vọng rồi. Nàng không chỉ có sẽ không khóc nhè, còn muốn cho mẫu thân bao bao dựa theo nàng dự đoán bán đi. Cùng vương khải hàng ký hợp đồng, này cộc sinh ý liền tính là thành, không biết mẫu thân nghe xong sẽ có cảm tưởng thế nào. Nguyên nguyên lại cùng nhị ca thương lượng tòa nhà sự, tìm được kia phòng người môi giới chỗ cùng hắn cùng đi nhìn phòng ở. Nguyên nguyên trực tiếp đem lần trước nàng ban đêm xem qua phòng ở cấp bài trừ, kia tòa tòa nhà rõ ràng thẩm gia không nghĩ bán ra, nàng cũng không đi tự thảo không thú vị, còn dư lại hai tòa tòa nhà cung nàng chọn lựa. Nguyên Thiên Tùng nhìn nàng tuyển tòa nhà, trong lòng có chút kỳ quái, này phòng ở đều không phải đoạt tay tòa nhà, tất cả đều là rách nát xa xôi chi trạch, trong tay các ngươi tòa nhà cũng chỉ có này đó. Hắn thật sâu mà hoài nghi Nguyên Nguyên bị lừa, cho nên trên mặt cũng mang theo một tầng giận tái đi. Công tử, chúng ta là thật sự người, sở hữu tòa nhà đều là cho vị tiểu cô nương này xem qua, tòa nhà này cũng là nàng tự mình tuyển, chúng ta nhưng không lừa gạt người phòng người môi giới vội vàng biện giải này thật là oan uổng nguyên nguyên thấy phòng người môi giới vẻ mặt khó xử kịp thời giải thích rõ ràng nhị ca đây đều là ta chính mình tuyển thực nghiêm túc tuyển nàng kiên định đích xác nhận đem kia hai tòa tòa nhà vị trí đều bãi ở nguyên thiên tùng trước mặt nhị ca cảm thấy nơi nào hảo một cái tòa nhà rách nát một cái tòa nhà hẻo lánh hai nơi giống như đều không thế nào hảo nếu một hai phải tuyển một cái Nguyên Thiên Tùng vẫn là tuyển người trước. Tòa nhà phá có thể tu sửa, nhưng là tòa nhà hẻo lánh, tổng không thể đem một cả tòa phủ đệ đều dọn đến địa phương khác. Ta cũng cảm thấy cái này tòa nhà hảo một chút, tuy rằng Ly Nguyên gia thôn xa, nhưng là Ly Thái Châu phủ gần, về sau chưa chừng chúng ta cũng sẽ đi đến Thái Châu phủ. Nguyên Nguyên đem tập tranh thu hảo, giao cho một bên phòng nha. Nguyên Thiên Tùng cảm thấy Nguyên Nguyên nói có lý, không nói người khác, chính là Nguyên Bách Thiện, về sau khẳng định sẽ đi đến Thái Châu phủ khảo thí vẫn là lục muội tưởng chu đáo, khi chúng ta đi trước nhìn xem này chỗ tòa nhà, cũng không biết có bao nhiêu địa phương muốn tu sửa. Phòng người môi giới phục vụ chu đáo, dùng xe chuyên dùng mang theo bọn họ hai người đi nguyên nguyên lựa chọn tòa nhà chỗ tra xét, này vừa thấy mới phát hiện, khi tòa nhà không phải giống nhau rách nát, khô bụi cỏ sinh, phòng nói rơi rụng, đây là muốn đại tu mới có thể trụ. Chương 79 bị dọa tráng ván. Chương 79 bị dọa tráng ván. Vị trí đảo còn có thể, quanh thân cũng coi như thượng u tỉnh bất quá này cũng quá phá nếu mua phòng ở này cùng trùng kiến có gì khác nhau các ngươi kia tập tranh không phải là làm bộ đi nguyên thiên tùng nhìn về phía phòng nha phòng nha cũng là khó xử công tử làm bộ thật sự là không tính là chỉ vì tòa nhà không ai tới tu sửa lúc này mới càng thêm rách nát bất quá này giá cả đích xác tiện nghi này trấn trên tuyệt đối tìm không ra sau này càng tiện nghi tòa nhà nguyên nguyên biểu môi xác thật tìm không thấy đệ nhị chỗ Ai có thể hoa 200 lượng mua một chỗ giá trị ngàn lượng tòa nhà lớn, nếu không phải bởi vì quá phá, đã sớm nên bán đi. Này phá tòa nhà trừ bỏ phòng đủ nhiều, bên trong còn có cái hoa viên nhỏ, có núi giả cùng ao, chẳng qua hiện tại. Tất cả đều che kín khô thảo rêu xanh, một chút mỹ cảm đều không có, chỉ có vẻ hoang vắng vô cùng. Tòa nhà là tiện nghi, thật muốn tu sửa hảo, kia cũng muốn hoa cái trăm tới hai, hơn nữa mua chút tân gia cụ, dù sao cũng phải tính xuống dưới cũng không tiện nghi này đó giá đều là tiếp theo, mấu chốt nhất một chút, này mua tòa nhà là dùng để trụ, nhưng như vậy một cái rách nát tòa nhà, tu hảo cũng không biết muốn bao lâu, như thế nào trụ người. Nguyên Thiên Tùng có chút do dự, nói thật, hắn có điểm chướng mắt này tòa tòa nhà, trừ bỏ Nguyên Nguyên cảm thấy không thành vấn đề, đổi ai tới đều sẽ cảm thấy có vấn đề lớn. Nguyên Nguyên không chút nào để ý, nàng vỗ vỗ Nguyên Thiên Tùng cánh tay, tưởng nói với hắn nói nhỏ, Nguyên Thiên Tùng hiểu ý không lưng cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe nhị ca không vội tòa nhà này chúng ta có thể chậm rãi tu tóm lại hiện tại cũng không nóng nảy trụ chờ về sau vương công tử nơi đó sinh ý có lợi nhuận tòa nhà này tu sửa phí liền không lo nàng tất nhiên muốn bắt lấy này tòa tòa nhà tu sửa không là vấn đề nàng có thể sấn nửa đêm không người thời điểm mang theo mấy cái tiểu đệ tới trừ làm cỏ vừa lúc huyền linh không gian dược điền bọn họ đều sửa sang lại xong rồi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy tới thu thập thu thập tòa nhà nguyên thiên tùng thận trọng suy xét một hồi cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen, liền nghe Nguyên Nguyên, mua này tòa tòa nhà. Thủ tục sự toàn quyền giao cho Nguyên Thiên Tùng, Nguyên Nguyên chính là tưởng, nàng cũng vô pháp đi giao tiếp khế nhà, tòa nhà sự gõ định ra tới, Nguyên Nguyên xem như giải quyết xong một tâm sự, nàng ở chạng vạn phía trước liền trở về nhà, không làm mẫu thân lo lắng. Tới rồi buổi tối, lại lệ thường đi trong thị trấn bày quán, hiện tại trước tiên xếp hàng người càng ngày càng nhiều, Nguyên Nguyên cơ hồ tới rồi địa phương liền có thể thu quán trở về, nàng đêm nay thậm chí liền chính mình quầy hàng cũng chưa tới kịp bày ra tới, đã bị người cấp vây đổ lên xem tướng. Nàng an ủi chính mình đây là một chuyện tốt, rút cuộc không cần lại thức đêm bày quán, có thể ngủ cái an ổn giác, bất quá đêm nay như cũ không có như ý. Nàng đang ngủ ngon lành, kết quả bị trở về tiểu dư cấp đánh thức, khi cổ âm hàng hơi thở làm nàng như thế nào cũng vô pháp bỏ qua, ngủ cũng ngủ không được. Nguyên nguyên chết chết miệng, mơ mơ màng màng hỏi một câu, mí mắt đều lười đến sốc lên sự làm tốt tiểu dư không có tự tin trả lời xem như làm làm tốt ân ừ. ngày mai lại nghe ngươi nói nguyên nguyên nhẹ lẩm bẩm nâng lên tới cánh tay lộ ra chính mình huyền linh không gian cũng khép lại hai mắt tiếp tục ngủ chính ngươi tiến vào nghỉ ngơi đi ta còn muốn ngủ nàng ngáp một cái điều chỉnh tư thế ngủ tiểu dư có chút ngượng ngùng mở miệng có chút dong dong dài dài cái kia cái kia còn có chuyện gì nguyên nguyên có chút bực bội ngồi dậy cũng không biết tiểu dư ở kia dong dong dài dài làm gì nửa đêm bị đánh thức nàng hiện tại là thật vất vả chịu đựng mới không phát hỏa nguyên đại sư đã xảy ra chuyện ta này một không cẩn thận không nắm giữ hảo lực độ giống như đem hắn cấp dọa choáng váng tiểu dư có chút khó xử hắn đây cũng là lần đầu tiên làm việc này nghiệp vụ không thuần thục này không thể trách hắn đi nguyên nguyên nàng sâu ngủ lập tức cũng chưa ai bị dọa choáng váng ngươi làm cái gì tiểu dư vẻ mặt nghẹn khuất ta cũng không làm gì a à. chính là cái kia tôn thiên thành ai biết kia tiểu tử như vậy không trải qua dọa ta cũng chưa làm cái gì mới vừa vào hắn mộng hắn đã bị dọa ném hồn lúc sau ta cũng không dám lại lưu lại sau đó ta liền đã trở lại nguyên nguyên đỡ tráng này thật là sẽ cho nàng tìm việc làm tiểu dư xem nguyên nguyên không nói cũng là sợ hãi liền kém tự sát tạ tội nguyên đại sư bằng không ngươi vẫn là đem ta trừ bỏ đi ta hại người ta ta thật không phải người ngươi vốn dĩ liền không phải người hạt kích động cái gì nguyên nguyên liếc mắt nhìn hắn trực tiếp cho chính mình nổi lên một quẻ tiểu dư hắn yên lặng nhìn nguyên nguyên khởi quẻ đây đều là nhân quả báo ứng công thiên thành chính là ngày thường làm ác quá nhiều hôm nay mới có như vậy một cái kết quả không có việc gì tính ra kết quả nguyên nguyên yên tâm tiếp tục an ổn ngủ vào đi tạm thời không cần phải xen vào hắn làm hắn ăn nhiều mấy ngày đau khổ tiểu dư nơm nớp lo sợ về tới không gian tuy rằng tôn thiên thành bị dọa ngốc nguyên nguyên muốn phụ chủ yếu trách nhiệm nhưng là nàng không nghĩ đại thật xa riêng đi giúp hắn chiêu hồn chờ thêm mấy ngày tự nhiên sẽ có người tìm tới môn tới cầu nàng luôn luôn thích ngủ nướng nguyên nguyên hôm nay tỉnh đặc biệt sớm sáng sớm liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi vội đông vội tây ngay cả nguyên vạn nhất hôm nay cũng không xuống ruộng ở trong nhà hỗ trợ bệnh việc không vì mặt khác, chỉ là bởi vì vài vị ca ca đều phải từ trong thị trấn trở về, người trong nhà thật vất vả như vậy tề, nàng chuẩn bị ở giữa trưa tới thứ liên hoan. Trừ bỏ tam thúc ly quá xa quá không tới, Nguyên Nguyên còn đi hô đại cô tới, biểu tỷ cùng biểu ca cũng trở về nhà, Nguyên Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến biểu ca Mai Trúc Quân. Biểu ca lớn lên giống đại cô, cho người ta thực ôn hòa cảm giác, tính tình cũng giống đại cô, nói chuyện có chút thẹn thùng ngượng ngùng, nhìn thấy Nguyên Nguyên còn cho nàng cầm cái tiểu món đồ chơi. Ca, ngươi như thế nào cấp biểu muội lấy cái này chơi a? À? Biểu tỷ Mai Lan Cúc nhắc nhở một câu, cảm thấy Mai Trúc Quân đây là ở khó xử Nguyên Nguyên, đừng đem Nguyên Nguyên cấp lộng khóc. Hắn lấy chính là cái cửu liên hoàng. Mai Trúc Quân mặt ửng hồng lên, nói không chừng biểu muội thích đâu. Mai Lan Cúc bất đắc dĩ, chính mình đi bên cạnh hỗ trợ thu thập, mỗi lần gặp phải người, hắn đều sẽ móc ra đến chính mình âu yếm cửu liên hoàng cho người khác chơi, nhưng kia đồ vật cũng không phải ai đều có thể giải ra tới a. À? biểu ca thích chơi cái này sao? Nguyên nguyên quơ quơ cửu liên hoàng, khuyên sắc phát ra đinh linh len ken thanh âm. Cũng liền nhàng không có việc gì chơi chơi, biểu muội nếu là không thích liền ném. Liền đưa cho người khác chơi đi. Mai Trúc Quân trong lòng có chút hối hận, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt, hắn nên cấp nguyên nguyên mang điểm mặt khác tiểu món đồ chơi chơi. Nói là nguyên nguyên ném, Mai Trúc Quân lại cảm thấy có chút đáng tiếc, trong lòng luyến tiếc. Sẽ không a, à, ta còn rất thích chơi cái này, nói lên cửu liên hoàng, ta nơi này cũng có một ít hảo ngoạn, cùng cửu liên hoàng rất giống, biểu ca nếu là thích, ta liền đưa cho biểu ca, ngươi có thể thử chơi một chút. Nguyên Nguyên vừa nói một bên bắt đầu thuần thục cởi bỏ. Chỉ này một câu công phu, cái kia cửu liên hoàng đã bị nàng cấp phi thường thuận lợi cởi bỏ, thủ pháp mau đến mai trúc quân cũng chưa thấy rõ. Chương 80 kêu gì cái lẩu? Chương 80 kêu gì cái lẩu? Biểu muội Ngươi này. Như thế nào làm được? hắn kinh ngạc nhìn Nguyên Nguyên, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, này vẫn là lần đầu tiên, hắn tận mắt nhìn thấy đến trừ hắn bên ngoài người cởi bỏ, vẫn là nhanh như vậy tốc độ. Phía trước chơi nhiều, đặc biệt luyện một chút. Nguyên Nguyên một câu mang quá, khi còn nhỏ nàng không khác bằng hữu, chỉ có sư phụ cho nàng ít trí món đồ chơi, chơi nhiều tự nhiên liền biết. Nguyên Nguyên đem cởi bỏ cửu liên hoàng còn cấp mai trúc quân, biểu ca, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy ta chơi qua thứ tốt giả vờ vào phòng nguyên nguyên đi vào không gian mấy cái tiểu đệ còn ở vội vàng tước xiên tre đã từng cầm đao tay hiện tại từng cái cầm sắc bén chủy thủ vội vàng tước xiên tre nguyên nguyên nói xiên tre thượng không thể có một cái tiểu thứ bằng không xuyến thịt thời điểm sẽ trát miệng đối với nguyên nguyên yêu cầu bọn họ chưa bao giờ hỏi nhiều nguyên nguyên làm cho bọn họ tước xiên tre bọn họ liền tước xiên tre nếu ngày nào đó bọn họ đột nhiên có mặt khác tâm tư như vậy cũng nhất định là hỏi điện hạ thân thể hảo không Nhìn một chút bọn họ lao động thành quả, đã tước một đống ra tới, Nguyên Nguyên thuận tiện đem đã tước tốt xiên tre lấy đi. Làm không tồi. Đợi lát nữa nướng hảo đồ vật, cho các ngươi cũng đưa tới điểm. Nguyên Nguyên khen một câu, không thể không nói, này đàn oán khí phi thường chịu khổ nhọc còn nghiêm túc, có loại này tốt đẹp tập tính, cùng bọn họ từ trước thói quen có liên quan rất lớn. Buổi tối bọn họ lén lúc đi tu tòa nhà, làm cỏ soát địa một khắc không đình, buổi sáng lại tới chờ Nguyên Nguyên hạ mệnh lệnh một ngày không làm việc liền cùng thiếu cái gì giống nhau, một khắc đều không chịu ngồi yên. Mấy cái chăm chỉ lao động oán khí không ứng nguyên nguyên, chỉ đương nàng nói giỡn, liền tính là đem thiên đại mỹ thực bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng hưởng thụ không được. Nguyên nguyên từ trong không gian lay ra tới chính mình tiểu khối ru biết, tính toán lấy ra đi cấp biểu ca chơi chơi, loại này tiểu món đồ chơi nàng có rất nhiều, đặt ở trong không gian đều mau tích hôi. Nàng đầu tiên là đem xiên tre đưa cho nhà bếp mẫu thân, lại cầm khối ru biết cấp mai trúc quân triển lãm biểu ca cái này kêu khối ru biết có sáu cái mặt mỗi mặt một loại nhan sắc ngươi có thể như vậy ninh loạn nó càng loạn càng tốt sau đó lại nghĩ cách đem nó như vậy một tầng một tầng quy vị nguyên nguyên một bên giảng giải một bên quấy rầy khối ru biết lại hai ba hạ liền đem khối ru biết cấp phục hồi như cũ tựa như như vậy như vậy liền tính phục hồi như cũ biểu ca tới thử xem nàng đem khối ru biết nhét vào mai trúc quân trong tay, luôn luôn thẹn thùng biểu ca rốt cuộc rộng mở nội tâm, tìm được rồi cộng đồng yêu thích, hắn cùng Nguyên Nguyên vui sướng trò chuyện lên, chẳng sợ hai người tuổi tác kém mười mấy tuổi, cũng chút nào không ảnh hưởng giao lưu. Nguyên đại cô cùng biểu tỷ Mai Lan Cúc nhìn chỉ cảm thấy thần kỳ. Không nghĩ tới trúc quân đứa nhỏ này cùng tiểu lục như vậy lưu tới, ta còn lo lắng hắn quá nặng nề, luôn là không cùng người giao lưu, hay là cái hũ nút. Nguyên đại cô có chút lo lắng. Phải biết rằng là như vậy cái tình huống, nàng đã sớm đem Mai Trúc Quân mang lại đây. Tiểu lục kia hài tử, thảo hỉ, cùng ai đều có thể chơi đến cùng nhau, không có việc gì liền nhiều làm Trúc Quân trở về ngồi ngồi. Nguyên nãi nhìn đến Trúc Quân, liền lập tức nhớ tới trong lòng đại sự, Trúc Quân cùng vương gia nha đầu thế nào. Nguyên đại cô cười nói, đang chuẩn bị đâu, ta hỏi hắn cảm thấy thế nào, hắn cũng không nói lời nào, chỉ nói làm ta định đoạt, vương gia nha đầu xinh xinh đẹp, ta suy nghĩ hắn thấy hẳn là thích. Thích liền hảo, dù sao cũng là muốn cả đời sinh hoạt người, hắn thích mới hảo. Nguyên mẫu nhất duy trì lưỡng tình tương duyệt, cho nên nàng không thúc giục nguyên vãn nhất, chờ chính hắn chạm vào thích lại nói. Nguyên đại cô đề tài vừa chuyển, rất là tò mò nhìn nguyên mẫu cùng nguyên nải, các nàng cũng không xào rau, chỉ là vẫn luôn ở ướp thứ gì, bên cạnh đặt tiểu mâm thượng còn bày rất nhiều ăn chính. Nguyên nguyên đưa tới xiên tre sau, các nàng liền bắt đầu xuyến thịt xuyến, còn có một ít cắt xong rồi rau dưa cũng cấp xuyến lên. Mẹ! Các ngươi đây là ở lộng cái gì? Nguyên đại cô tò mò. Từ vừa rồi nàng liền nếu ẩn nếu vô nghe thấy một cổ hương khí, hẳn là trong nồi mặt chính ngao chế canh. Xuyến thịt xuyến, tiểu lục nói hôm nay muốn ăn thịt nướng còn có kia gì? Nguyên nãy đột nhiên nghĩ không ra, nhìn Nguyên mẫu tiếp nàng lời nói. Nguyên mẫu mở miệng, còn có cái lẩu. Đúng đúng đúng, cái lẩu, ngươi nhìn xem cái kia nồi, cũng không biết tiểu lục khi nào làm cho. Nguyên mẫu biểu môi đem nguyên đại cô tầm mắt mang qua đi. Mai Lan Cúc cũng tò mò nghiêng đầu đi xem, đó là một ngụm tròn tròn bẹp bẹp đồng nồi, nồi thân chính giữa, có một cái thật dài mở miệng, bên trong giống như có thể phóng đồ vật. Đây là cái gì nồi, hảo kỳ quái. Mai Lan Cúc nhịn không được để sát vào đi xem, nàng trước nay chưa thấy qua. Nguyên mẫu, ta cũng là đầu một hồi thấy, đều là tiểu lục ra chủ ý, nàng nói đợi lát nữa ăn cơm thời điểm chúng ta sẽ biết. Tiểu lục thật đúng là cái có chủ ý nguyên đại cô tán thưởng một tiếng nguyên nãi tán thành cũng không phải là vì giữa trưa này đốn nàng hơn phân nửa đêm liền lên hầm canh xương hầm nói là cái gì đương canh đế hiện tại còn hầm đâu liền cái nồi này cái nắp một hiên khai kia thật liền một chữ hương nguyên đại cô nhẹ ngửi xác thật hương tuy rằng còn không biết giữa trưa muốn ăn cái gì nhưng nàng hiện tại cũng đã có chút đói bụng cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ tranh thủ có thể sớm một chút ăn thượng cơm nguyên nguyên có cái này ý tưởng còn tốt ít với nàng ở chính mình trong không gian phát hiện nướng BBQ giá, lúc ấy nàng liền tưởng lấy ra tới cùng người nhà chia sẻ, nhưng là đơn thuần thịt nướng nhưng thỏa mãn không được như vậy cả gia đình dạ dày. Vì thế nàng vội vàng tìm trong thị trấn thợ đồng, nhiều sự chúc bạc kịch liệt chế tạo một nguồn định chế đồng nồi, chuyên môn dùng để ăn lẩu. Nàng mong đợi đã lâu, mới chờ đến các ca ca đều nghỉ ngày này, cũng không biết tứ ca nguyên cùng năm ăn sẽ có cái gì đánh giá, dựa vào hắn kia đầu lưỡi, hắn đánh giá khẳng định là nhất đúng trọng tâm mai trúc quân thượng thủ thực mau hắn đã có thể thuần thục ninh động khối ru biết chỉ là còn ở nghiên cứu biểu ca ngươi gặp qua vương gia tỷ tỷ sao nguyên nguyên ở một bên lơ đã nhắc tới này ra sự biểu ca thoạt nhìn là cái không thích người nói chuyện nếu là ăn mệt hắn khẳng định sẽ lựa chọn nghẹn không nói mai trúc quân ngây người một chút mới ý thức được nguyên nguyên nói chính là hắn vị hôn thê hiện tại còn nói không thượng là vị hôn thê rốt cuộc hai nhà không chân chính định ra tới cũng không biết vì cái gì mới vẫn luôn kéo. Chưa thấy qua, biểu muội cũng biết việc này. Trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ, xem ra trong nhà trưởng bối không thiếu đề, bằng không sẽ không liền nguyên nguyên đều biết. Nguyên nguyên lộ ra cười tới, đúng vậy, đây là đại cô trong lòng đại sự, ta nghe được vài lần, biểu ca thích vương gia tỷ tỷ sao, ta nghe nói nàng lớn lên thật xinh đẹp, từ nhỏ Mỹ đến đại cái loại này, vẫn là cách vách thông hoa đâu. Mai Trúc Quân, có xinh đẹp hay không lại như thế nào, tâm mới là quan trọng nhất. Hắn tưởng gặp được một cái chân chính tri tâm người, mà phi một cái trước nay chưa thấy qua mặt, chỉ có thể từ người khác trong miệng nghe được miêu tả nữ tử. Nguyên Nguyên tán đồng, nàng cũng tưởng chính mắt đi xem vương gia tiểu thư. Tết Nguyên Tiêu vui sướng,